Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 369 phiền toái. Đúng là con bà nó nói nhảm, cái gì gọi là sắp xếp việc làm? Không phải là ném cho đám công nhân kia ít tiền là xong sao? Anh nói thì dễ lắm, vấn đề là tìm đâu ra công việc sắp xếp cho 105 người này. Tuy Lâm Thụ Cường thầm khinh thường Vương Tử Quân thế nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Bí thư Vương thật sự nhìn xa trông rộng, nói một câu chúng ngay điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu chúng ta có thể sắp xếp công tác cho công nhân nhà máy in, như vậy sẽ căn bản giải quyết xong vấn đề, thật sự là một biện pháp cực kỳ hiệu quả. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Có câu biết giặc biết ta trăm trận trăm thắng, nếu bí thư Âu Dương đã giao phó sự việc này lại cho chúng ta, hai ta nên đồng tâm hiệp lực làm cho tốt, anh nói xem có đúng không? Chủ nhiệm Lâm. Bí thư Vương nói rất đúng. Lâm Thụ Cường chợt sinh ra cảm giác không hay, giống như Vương Tử Quân lần này tỏ thái độ có ẩn giấu chút sát khí. Có câu thế này, sự việc cụ thể cần phải phân tích cụ thể. Chủ nhiệm Lâm, chúng ta muốn sắp xếp cho từng công nhân thì phải tìm hiểu rõ ràng tình huống của từng người. Tài liệu của nhà máy in thật sự không quá rõ ràng, chỉ là một phần sơ yếu lý lịch quá sơ sài, nếu như chúng ta sắp xếp áp đặt theo đó thì thật sự là không hay. Vì vậy lần này xem như vất vả chủ nhiệm Lâm, mong anh tự mình đi một chuyến, đến tọa đàm với từng nhà, để xem tình hình thực tế của bọn họ, nghe những nhu cầu bức thiết của bọn họ, sau đó cho ra tư liệu trực tiếp nhất. Vương Tử Quân nói không nhanh không chậm nhưng làm cho Lâm Thụ Cường cảm thấy đầu óc của mình chợt căng cứng. Có tổng cộng 105 công nhân, nếu mình đến từng nhà tọa đàm, ít nhất cũng là 105 lần, muốn làm cho xong phải mất 1-2 tuần, như vậy chính mình sẽ bị sự việc này trói lấy người. Bí thư Vương, hình như số lượng công việc có hơi lớn. Lâm Thụ Cường có chút do dự, sau đó hắn dùng giọng khó xử nói với Vương Tử Quân. Chủ nhiệm Lâm, có câu đao sắc không dùng đẻ đốn củi. Công tác khó khăn phải do người có năng lực đảm nhiệm, tuy có số lượng công việc không nhỏ nhưng chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, phải tìm được mấu chốt vấn đề sau đó mới có quyền lên tiếng. Nó sẽ mở ra một hướng đột phá cho chúng ta, anh là chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, như vậy phương diện vận chuyển phối hợp, sách lược đối phó cũng không cần tôi lo lắng. Tôi nghĩ chút năng lực như vậy thì anh cũng phải có, tôi vì nhìn thấy năng lực đó mới nhờ anh đến hỗ trợ. Chủ nhiệm Lâm, anh làm việc thì tôi rất yên tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thụ Cường thật sự bị Vương Tử Quân khóa chặt tất cả đường lui, hắn không thể không tiếp nhận. Nhưng Vương Tử Quân càng nói thì càng làm cho da đầu hắn run lên, nếu tọa đàm với đám công nhân kia chỉ trong thời gian một tuần, không phải lấy mạng mình sao? Khi Lâm Thụ Cường bỏ đi thì phòng làm việc của Vương Tử Quân lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn ngồi trên ghế, khẽ lật văn kiện trên bàn, thầm nghĩ, anh đã muốn chơi tôi, như vậy chúng ta cứ chơi đùa cho vui. Vương Tử Quân lẳng lặng đọc qua tư liệu về công tác của nhà máy in, hắn nâng ly lên uống một ngụm. Hắn đặt ly nước xuống, chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó, hắn xem xét lại cẩn thận, chợt nhớ chiếc điện thoại của mình còn đang ở trong bệnh viện. Xem ra hôm nay phải đến bệnh viện một chuyến, Vương Tử Quân hạ quyết tâm rồi thu dọn vật dụng của mình, sau đó đi về khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh. Lúc này trong khu văn phòng khá im ắng, 4-5 nhân viên trẻ tuổi đều đang có việc bận. Chào Bí thư Vương. Một cán bộ hơn 30 tuổi thấy Vương Tử Quân đi vào cửa thì nở nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng đứng lên đón chào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nhớ người đàn ông kia là ai, chỉ nhớ đối phương họ Hào, đã từng đến nói chuyện trong phòng làm việc của mình, là một khoa viên của văn phòng đoàn thanh niên tỉnh. Chào Bí thư Vương. Khi người đàn ông họ Hào kia lên tiếng chào hỏi thì những người khác trong văn phòng cũng đứng lên chào Vương Tử Quân, cả đám đều tỏ ra cực kỳ nhiệt tình và vui vẻ. Vương Tử Quân gật đầu với mọi người, sau đó hắn nói với người đàn ông họ Hào. Tôi phải ra ngoài một chút, giúp tôi sắp xếp một chiếc xe. Người đàn ông họ Hào chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn lên tiếng. Bí thư Vương, anh chờ chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho ban giao thông. Người đàn ông này vừa nói vừa nhấc điện thoại gọi đi, chỉ một lát sau đã đặt điện thoại xuống. Bí thư Vương, vừa rồi đã có hai vị lãnh đạo dùng xe. Bây giờ trong nhà xe chỉ còn lại một chiếc Santana, xem như uất ức cho anh. À, như vậy cũng được, cảm ơn trưởng khoa Hào. Vương Tử Quân vươn tay bắt tay người đàn ông họ Hào, khi hắn bắt tay thì chợt cảm thấy trong mắt trưởng khoa Hào có chút nóng bỏng. Xem ra vị thư ký Hào này cũng là người cầu tiến, trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn bắt tay với trưởng khoa Hào thì còn nói thêm một câu khích lệ. Trưởng khoa Hào, làm rất tốt.
Người đàn ông họ Hào nhận được lời tán thưởng của Vương Tử Quân thì giống như càng thêm nhiệt liệt hơn. Trưởng khoa Hào nhanh chóng cùng Vương Tử Quân xuống lầu, hắn đứng ngay bên cạnh chiếc Santana, sau đó tranh thủ mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Lái xe là một tiểu tử hơn 20, tên này chỉ khẽ cười một tiếng với Vương Tử Quân rồi không nói gì thêm, đợi đến khi Vương Tử Quân nói đi đến bệnh viện thì đối phương mới chạy xe về phía cổng tỉnh ủy. Khi chiếc Santana quẹo ra đường, Vương Tử Quân vẫn vô tình thấy trưởng khoa Hào còn đang đứng ở khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh nhìn với theo. Vương Tử Quân đến bệnh viện trả tiền còn thiếu, lấy được điện thoại của mình, sau đó hắn hỏi thăm y tá về tình hình của người bệnh. Hắn bỏ đi ý nghĩ muốn lên thăm nom, vì nếu để người ta mang ơn thì cũng là gánh nặng. Vương Tử Quân vừa mở điện thoại thì tiếng chuông vang lên ngay lập tức, hắn nhìn dãy số xa lạ, thế là nhanh chóng bấm nút nghe. Alo, chào Bí Thư Vương, tôi là Đỗ Tự Cường. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh sốt ruột của Đỗ Tự Cường, bộ dạng nóng lòng như lửa đốt. Vương Tử Quân đã từng cộng tác với Đỗ Tự Cường hơn một năm, tất nhiên hắn hiểu rõ tình tính của đối phương là thế nào. Đỗ Tự Cường là một người cực kỳ ổn định, bây giờ lại nói bằng giọng điệu như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? À, là tôi đây, có chuyện gì xảy ra sao? Dựa vào quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đỗ Tự Cường, hắn cũng không khách khí mà trực tiếp đi vào vấn đề. Bí Thư Vương, vừa rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại. Nói rằng Tiểu Trình bị người của Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc gọi đến. Đỗ Tự Cường thật sự tỏ ra rất lo lắng. Đỗ Tiểu Trình bị người của Ủy ban Kỷ luật quận ủy gọi đi. Vương Tử Quân không khỏi dừng bước chân. Đối với Vương Tử Quân thì dù Đỗ Tiểu Trình có gặp chuyện không may cũng không dính dáng đến Ủy ban Kỷ luật được, nhà đầu kia làm cảnh sát thật sự có thừa chính nghĩa, cớ sao lại bị gọi đến Ủy ban Kỷ luật quận ủy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nghe đồng sự của nó nói. Hình như nó đắc tội với người. Đỗ Tự Cường ở bên kia cũng rất sốt ruột, lão cũng không hiểu rõ ràng nguyên nhân sự việc, gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chính là muốn tìm hiểu rõ ràng sự việc, vì lão cũng đang trên đường đến thành phố Sơn Viên. Anh cứ yên tâm, Đỗ Tiểu Trình thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, anh đến thành phố Sơn Viên thì gọi điện thoại cho tôi, đã lâu rồi hai ta chưa gặp, cũng nên gặp mặt dùng cơm uống vài ly cho vui. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Đỗ Tự Cường vào lúc này, thế là hắn khẽ lên tiếng khuyên nhủ. Đỗ Tự Cường bên kia đồng ý một tiếng, nói rằng đến thành phố Sơn Viên sẽ gặp mặt lãnh đạo, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều liên hệ với thành phố Sơn Viên, càng không rõ ràng về hệ thống ủy ban kỷ luật của thành phố này. Hắn trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho Trương Thiên Tâm, đáng tiếc là tên khốn kia căn bản không nghe máy. Vương Tử Quân trợ giúp điều động Đỗ Tiểu Trình từ huyện Lô Bắc đến thành phố Sơn Viên, sự việc hoàn thành cũng vì thông qua Trương Thiên Tâm, còn quá trình của nó là thế nào thì hắn không rõ ràng. Bây giờ hắn không liên lạc được với Trương Thiên Tâm, tất nhiên cũng không liên lạc được với người sắp xếp cho Đỗ Tiểu Trình. Đến Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc tìm hiểu tình huống rồi nói sau. Vương Tử Quân hạ quyết tâm, hắn nói địa chỉ cho tên tài xế trẻ tuổi, chính mình thì rút một điếu thuốc châm lửa. Nhưng dù hắn có suy nghĩ theo chiều hướng thế nào cũng không thể tìm ra nguyên nhân Đỗ Tiểu Trình bị đưa vào Ủy ban Kỷ luật quận ủy. Ủy ban Kỷ luật quận ủy Sơn Bắc cũng không cách bệnh viện quá xa, sau 10 phút chạy xe thì Vương Tử Quân đã xuống xe ở cổng vào Ủy ban Kỷ luật quận Sơn Bắc. Hắn nhìn khu nhà đơn độc mà cảm thấy có chút khó khăn, biết tìm ai để tìm hiểu bây giờ. Khi hắn chuẩn bị đi vào cổng thì thấy vài người từ trong đi ra, trong số đó có Đỗ Tiểu Trình. Đội trưởng Triệu, không phải tôi nói anh. Nhưng các anh cũng phải chú ý đến phương diện giữ gìn kỷ luật. Điều 5 khoản 3 của Trung ương có quy định không được sử dụng xe đặc quyền vào những việc không phù hợp. Dám dùng xe cảnh sát để mở đường, không ngờ vị đồng chí này lại có thể nghĩ ra trò hay như vậy. Đây là hành vi không tuân thủ quy định Trung ương, nhân dân thấy được thì thế nào? Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cảnh sát nhân dân. Tôi đề nghị các anh quay về nên xử lý sự việc sao cho thật sự nghiêm túc. Kiên quyết ngăn chặn những tình huống tương tự như thế này phát sinh. Một người đàn ông trung niên hơn 40 mặc một bộ tây trang màu nâu lên tiếng, gương mặt người này béo núc không chút biểu cảm, đối tượng tiếp nhận lời khuyên bảo chính là một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nở nụ cười chân thành, sau đó liên tục gật đầu nói. Bí thư Lỗ, anh phê bình rất đúng, sau khi quay về chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh đốn tác phong của toàn đội cảnh sát giao thông, kiên quyết quét sạch những hành vi này. Tuyệt đối không cho những sự kiện tương tự phát sinh. Được, đội trưởng Triệu, không nên thả lỏng công tác giáo dục tư tưởng tác phong.
Phương pháp giáo dục tốt nhất chính là dùng điển hình để làm gương cảnh cáo cho những người khác. Ủy ban kỷ luật chúng tôi có kinh nghiệm ở phương diện này. Tôi cảm thấy sau khi các anh quay về thì nên mở một hội nghị toàn cục, nói vài lời để tỉnh đội ngũ của mình, anh nói xem có đúng không? Đỗ Tiểu Trình lúc này đang cắn răng, trong hốc mắt có ẩn giấu nước mắt, nhưng Vương Tử Quân vẫn thấy ánh mắt nàng rất trong trẻo. Bí thư Lỗ nói rất đúng, chỉ là Đỗ Tiểu Trình còn trẻ, nếu mở một hội nghị như vậy sẽ đả kích tính tích cực của cán bộ trẻ. Đội trưởng Triệu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng thay cho Đỗ Tiểu Trình. Vẻ mặt người đàn ông được gọi là bí thư Lỗ chợt trở nên khó coi, hắn đột nhiên dừng bước nói. Đội trưởng Triệu, cán bộ trẻ tuổi phạm sai lầm không đáng sợ. Đáng sợ chính là lãnh đạo không dám nắm chắc phê bình cán bộ trẻ tuổi, không dám quan tâm, sợ đắc tội với người hoặc che che giấu giấu. Nếu anh làm như vậy thì rõ ràng không phải là đang giúp đồng chí của mình, mà là đang giấu bệnh, sớm muộn gì cũng làm hại cô ấy. Chuyện này anh không cần phải quản, tôi sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng thôi của các anh. Đội trưởng Triệu không ngờ bí thư Lỗ lại đưa sự việc nhỏ nhặt này lên độ cao toàn cục như vậy, vô tình cũng không dám phân biệt. Đội trưởng Triệu, hôm qua tôi đã cảnh báo với anh, nhưng khi đó là giờ cao điểm tan tầm, vì trên xe có người bệnh nên tôi tranh thủ mở đường cho bọn họ chạy đến bệnh viện. Tôi muốn hỏi anh, xe cảnh sát mở đường cho xe chở người bệnh đến bệnh viện thì có gì là sai? Tôi cảm thấy xã hội pháp chỉ cần phải nghiêm thế nhưng vào đúng thời điểm cũng cần phải chú ý hỗ trợ nhân dân. Đỗ Tiểu Trình tiến lên một bước thật mạnh mẽ rồi nói. Hừ, còn lắm miệng, đồng chí, cô không phải đang nói lời càn quấy sao? Theo lời của cô, nếu xe phía sau là xe cứu thương thì chúng tôi sẽ thật sự ban thưởng, nhưng khốn nổi chiếc xe chạy phía sau là xe tải, cô giải thích thế nào? Bí thư Lỗ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Tiểu Trình, sau đó quay sang nói với đội trưởng Triệu. Đồng chí này của các anh có tư tưởng không tốt, phạm vào sai lầm mà không biết giác ngộ, lại chỉ chăm chăm tìm lý do đào thoát, đây không phải là thái độ của một nhân viên chấp pháp của chính quyền. Những lời tôi nói đều là sự thật. Không có gì phải quanh co chối cãi. Đỗ Tiểu Trình căn bản mặc kệ ánh mắt ám hiệu của đội trưởng Triệu, nàng quật cường nói một câu. Phải không, chứng cứ đâu, cô nói cô đưa người bệnh đến bệnh viện, vậy người bệnh đâu? Bí thư Lỗ cười lạnh nhìn Đỗ Tiểu Trình, trong lòng càng thêm đắc ý. Tôi có thể chứng minh đồng chí Đỗ Tiểu Trình nói sự thật. Vương Tử Quân cũng không ngờ Đỗ Tiểu Trình vì chuyện nhỏ nhặt kia mà bị kéo vào ủy ban kỷ luật. Bí thư Lỗ đang đắc ý vì chèn ép được Đỗ Tiểu Trình, không ngờ lúc này lại có một tiểu tử đứng ra chen ngang. Hắn đưa mắt đánh giá Vương Tử Quân, sau đó cười lạnh nói. Tiểu tử, cậu có biết giả vờ làm nhân chứng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Bí thư Lỗ nói rồi cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, hắn đưa mắt lên người đội trưởng Triệu. Đội trưởng Triệu, anh phải xử lý nghiêm vụ này, ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ theo sát các anh. Chờ đội cảnh sát giao thông các anh cho ra câu trả lời thuyết phục. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Đỗ Tiểu Trình thật sự cảm thấy khó thể áp chế được cảm giác uất ức, thế là nước mắt rơi như mưa. Đỗ Tiểu Trình thấy tên bí thư họ Lỗ kia không chịu buông tha, cứ ép đội trưởng Triệu phải tỏ thái độ, thế là nàng không nhịn được lớn tiếng nói. Họ Lỗ kia, không phải tôi từng kiểm tra xe của anh, cũng phạt xe anh vi phạm luật giao thông sao? Bây giờ anh cứ níu kéo không tha. Rõ ràng là lấy chuyện công trả thù riêng. Đỗ Tiểu Trình hét lên như vậy làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ vấn đề, thì ra bản chất của sự việc chính là vị bí thư Lỗ kia mượn cơ hội trả thù. Đỗ Tiểu Trình chạy xe cảnh sát mở đường cho xe tải, không biết vì sao tin tức này lọt vào tai của bí thư Lỗ, thế là người này bấu víu lấy không chịu nhả ra. Chương 370 lãnh đạo luôn luôn đúng. Vương Tử Quân vốn đang rất không thoải mái vì nhìn bộ dạng uất ức chịu khổ của Đỗ Tiểu Trình. Lúc này hắn càng thêm nổi giận. Hắn nhìn gương mặt béo núc có hơi run của bí thư Lỗ, thật sự sinh ra xúc động muốn tát cho đối phương một cái. Cô là cán bộ chấp pháp, thì ra cũng là người giỏi vu khống. Đội trưởng Triệu, tôi cảm thấy đây chẳng những là vấn đề về tư tưởng, có còn liên quan đến tố chất cán bộ. Chiều hôm nay Ủy ban Kỷ luật quận ủy mong Cục Công an sẽ có hành vi xử lý chính xác, nếu không thì sự việc sẽ phá sinh ảnh hưởng quá ác liệt. Bí thư Lỗ nói đến đây thì tiếp tục. Anh về nói cho cục trưởng thôi, chiều nay mở hội nghị giải quyết sự việc, bí thư Ngưu của Ủy ban Kỷ luật cũng sẽ tham gia. Nếu bí thư Ủy ban Kỷ luật tham gia hội nghị của Cục Công an, như vậy cấp bậc của hội nghị sẽ tăng lên. Tuy đội trưởng Triệu biết Đỗ Tiểu Trình gặp việc oan ức thế nhưng vẫn không nhìn được mà nhìn nàng bằng ánh mắt oán trách, hắn là lãnh đạo của Đỗ Tiểu Trình, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi liên quan. Bí thư Lỗ, anh xem,
Chuyện này, đội trưởng Triệu đang định giải thích với Bí Thư Lỗ, nhưng Bí Thư Lỗ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, sau đó xoay người đi về phía khu văn phòng ủy ban kỷ luật. Tiểu Trình, cô không biết giảm bớt tranh cãi sao? Cô xem, cô nói cho sướng miệng, bây giờ không phải sinh chuyện lớn rồi à? Đội trưởng Triệu cũng bất chấp Vương Tử Quân có mặt ở đây, hắn cũng không chờ Bí Thư Lỗ đi vào trong khu văn phòng ủy ban kỷ luật mà lớn tiếng thúc giục. Ôi, Tiểu Trình, sao cô lại cứ miễn cưỡng như vậy? Lúc nãy tôi đã nói với cô thế nào? Làm việc cần nhớ kỹ hai vấn đề, một, lãnh đạo là tuyệt đối, thứ hai, nếu như lãnh đạo sai thì xem điều thứ nhất. Sao mới đó mà cô đã quên rồi? Cô còn nghĩ đây là việc nhỏ sao? Đi, tranh thủ theo tôi đến nói lời xin lỗi với Bí Thư Lỗ. Tôi không sai, chỉ là anh ta mượn chuyện công báo thủ riêng, dù lên hội nghị của Cục Công an thì tôi cũng sẽ nói như vậy. Đỗ Tiểu Trình dùng ánh mắt kiên định nhìn đội trưởng Triệu rồi lớn tiếng nói. Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi theo sau lưng đội trưởng Triệu cũng có chút bức xúc, ánh mắt một người trong số đó chợt lóe lên hào quang, một người chờ Đỗ Tiểu Trình nói xong thì trầm giọng nói với đội trưởng Triệu. Đội trưởng Triệu, chuyện này chúng ta cũng nên xử lý rõ ràng, nếu Bí Thư Lỗ đã bày tỏ thái độ như vậy, chúng ta không thể không mở hội nghị, tôi thấy chúng ta nên tranh thủ thời gian báo cáo cho cục trưởng là vừa. Đội trưởng Triệu còn muốn nói gì đó nhưng một tên cảnh sát đã nhanh chóng đi về phía chiếc xe cảnh sát gần đó. Đội trưởng Triệu nhìn hai tên cảnh sát kia lên xe, hắn lắc đầu nói gì đó với Đỗ Tiểu Trình, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói nên lời, sau đó buộc phải đi về phía một chiếc xe cảnh sát gần đó. Khi ba tên cảnh sát kia lên xe thì Vương Tử Quân cũng không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn vẻ mặt quật cường của Đỗ Tiểu Trình, sau đó mới nói. Nhà đầu, có phải cảm thấy uất ức vì bị điều động từ huyện Lô Bắc đến thành phố Sơn Viên không? Trong Cục Công an huyện Lô Bắc thì Đỗ Tiểu Trình giống như một cô công chúa. Dù là lãnh đạo hay đồng sự trong Cục Công an đều phải vì Đỗ Tự Cường đứng sau lưng nàng mà nể mặt vài phần. Nhưng sau khi đi vào thành phố Sơn Viên thì có ai quan tâm Đỗ Tiểu Trình là ai? Không có gì, tôi đã quen rồi. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó tranh thủ thời gian nhìn lên trời, chỉ sợ nước mắt sẽ chảy xuống. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bất lực của Đỗ Tiểu Trình, hắn chợt sinh ra xúc động muốn ôm nàng vào lòng an ủi một phen. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân là một người đã kết hôn, nếu hắn cho ra hành động như vậy thì không phù hợp. Cô không trách tôi không đứng ra giải thích với lãnh đạo của mình sao? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi Đỗ Tiểu Trình. Bây giờ có giải thích cũng vô dụng. Đỗ Tiểu Trình nói rồi lại ngẩng đầu lên. Nhưng chúng ta có thể đi tìm người bệnh, chỉ cần cô ấy có thể đứng ra làm chứng, như vậy chuyện này sẽ qua. Đỗ Tiểu Trình nói như vậy thì gương mặt lại xuất hiện nụ cười thanh nhã. Nếu tìm giáo viên Tô để làm chứng cho Đỗ Tiểu Trình, chuyện này sẽ quá rõ ràng, Đỗ Tiểu Trình sẽ không có chuyện gì. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn nhìn thấy bộ dạng rưng rưng nước mắt của nàng, trong lòng chợt bùng lên cảm giác phẫn nộ không tên, hắn cũng không nghĩ rằng sẽ đơn giản bỏ qua như vậy. Nếu như sự việc này xử lý như vậy thì quá tốt cho tên Bí Thư Lỗ kia. Mà nén giận cũng không phải là tính cách của Vương Tử Quân. Chuyện này cũng không cần cô xen vào, tôi đảm bảo sẽ cho cô trở nên bừng bừng ánh hào quang, sẽ cho đám đồng sự của cô trong Cục Công an biết, Đỗ Tiểu Trình là nhân vật không tầm thường, là công chúa ở huyện Lô Bắc, bây giờ đến thành phố Sơn Viên cũng không phải là thứ mà người ta thích làm gì thì làm. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì trên mặt chợt bừng bừng cảm giác tự tin ngạo nghễ. Đỗ Tiểu Trình nhìn vẻ mặt đầy khí tức bá đạo của Vương Tử Quân, tất cả cảm giác ngột ngạt trong lòng chợt tan biến sạch sẽ. Khoảng thời gian qua nàng đến thành phố Sơn Viên, thế gian ấm lạnh, nhân tình mỏng manh làm cho nàng ý thức được sự yếu đuối của mình. Nàng muốn tìm một cánh tay kiên cường để dựa vào, bây giờ người đàn ông mà nàng luôn mơ mộng đang đứng bên cạnh nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy được an ủi phần nào. Đỗ Tiểu Trình nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác hạnh phúc, khi cảm giác hạnh phúc đang lấn át lý trí của nàng, nàng chợt nghe Vương Tử Quân nói tiếp. Vương Tử Quân, tôi đã đến thành phố Sơn Viên, như vậy sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp cháu gái của tôi được. Đỗ Tiểu Trình vốn đang lâng lâng trong men say tình cảm, đúng lúc này tất cả giống như bị bóp chẹt. Nàng nhìn Vương Tử Quân đang cười mình, nàng hận không thể gào lên cho hắn biết mình không phải là cháu gái của hắn. Vương Tử Quân, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là cháu gái của anh, cũng không muốn là cháu gái của anh. Đỗ Tiểu Trình nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Nàng lên tiếng nói ra từng chữ một.
Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì, cũng không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của Đỗ Tiểu Trình. Hắn cầm điện thoại gọi cho Đỗ Tử Cường, nói cho lão biết sự việc sẽ được hắn xử lý, lão không cần phải lo lắng. Đỗ Tử Cường nghe được tin tức như vậy tất nhiên sẽ liên tục nói lời cảm tạ, cũng nói đến thành phố Sơn Viên nhất định sẽ mời rượu Vương Tử Quân. Đỗ Tiểu Trình đang lớn tiếng với Vương Tử Quân, lúc này thấy hắn gọi điện thoại cho bố mình thì cũng không tiếp tục lên tiếng, tất nhiên nàng đang chờ Vương Tử Quân nói chuyện điện thoại xong sẽ tiếp tục lý luận phải trái. Chủ tịch Tử Cường, cháu Tiểu Trình đang đứng bên cạnh tôi, anh có muốn nói vài lời với cháu nó không? Vương Tử Quân quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Trình, sau đó hắn lớn tiếng nói với Đỗ Tử Cường ở phía bên kia. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng ngạo nghễ của Vương Tử Quân thì không khỏi trừng mắt lên, đúng lúc Vương Tử Quân nói lớn. Tiểu Trình, mau đến đây, bố cháu muốn nói vài lời với cháu. Bộ dạng của Vương Tử Quân vào lúc này thật sự giống như một trưởng bối của Đỗ Tiểu Trình. Vì muốn an ủi Đỗ Tiểu Trình mà Vương Tử Quân đồng ý đi dạo phố với nàng. Giống như rất nhiều cô gái khác thì Đỗ Tiểu Trình cũng thích đi dạo, lúc này nàng đã thay bộ đồng phục cảnh sát của mình, giọng điệu, bộ dáng và nụ cười thật sự giống như một cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân, nào còn lại hình tượng một người phụ nữ quật cường như vừa rồi. Vương Tử Quân và Đỗ Tiểu Trình đi dạo không mục đích suốt 2 giờ, hai người vẫn là tay trắng, không mua gì. Đỗ Tiểu Trình cũng không thật sự muốn mua đồ, nàng chỉ là ưa thích người đàn ông này, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn một chút mà thôi. Đỗ Tiểu Trình thấy sắp đến giờ ăn cơm thì dùng giọng hào hùng ép Vương Tử Quân phải mời mình dùng cơm, thế là Vương Tử Quân gật đầu nhận lời. Hai người đi vào trong một quán cơm, Đỗ Tiểu Trình khoa trương nói muốn làm thịt Vương Tử Quân, vì vậy mà dùng giọng không kiêng nể gì gọi hai phần lẩu lớn, gọi thêm 7-8 món thức ăn và một thùng bia. Thức ăn ở đây rất cay, Vương Tử Quân ăn đến mức chảy cả nước mắt nước mũi, thế là Đỗ Tiểu Trình đắc ý cười lớn, thật sự rất quyến rũ. Nhưng Vương Tử Quân cũng có thể nhìn thấy gương mặt Đỗ Tiểu Trình ửng đỏ, rõ ràng cũng là hình tượng phụ nữ không uống được nhiều rượu. Có lẽ vì ăn uống quá hưng phấn mà Đỗ Tiểu Trình đụng phải làm rớt đũa Vương Tử Quân xuống đất, thế là phải gọi nhân viên phục vụ đổi một đôi đũa mới. Nhân viên phục vụ lúc này vì quá bận rộn mời khách nên không thể đổi đũa, vậy là Đỗ Tiểu Trình nổi giận, nhưng Vương Tử Quân nhặt đũa lên nói không có vấn đề, mình dùng khăn lau qua là được, không phải bây giờ lưu hành thói quen sử dụng lại sao? Bầu không khí chợt hòa hoãn trở lại, Đỗ Tiểu Trình cảm thấy người đàn ông quật cường này khá hòa nhã, thật sự rất bất ngờ. Thế là nàng cười nói. Chú Vương, chú đi dạo với cháu cũng không sợ cô Vương ở nhà ghen sao? Vương Tử Quân dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Đỗ Tiểu Trình, chỉ mỉm cười và lắc đầu. Được rồi, chú có cho cháu chút đặc quyền dành cho cháu gái không? Đỗ Tiểu Trình dùng giọng nghiêm trang nói. Cô! Vương Tử Quân nhìn khắp chung quanh. Sau đó hắn cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khẽ hạ giọng khiển trách. Nhà đầu ngốc, lúc này đứng trước công chúng, cháu định làm gì vậy? Tút, tút, tút. Tiếng chuông máy nhắn tin vang lên, Đỗ Tiểu Trình nghe thấy như vậy cũng không có tâm tư gây rối với Vương Tử Quân, nàng lấy từ trong túi sách đen ra một chiếc máy nhắn tin. Phải điện thoại về sao? Nhìn vẻ mặt biến đổi của Đỗ Tiểu Trình, Vương Tử Quân chủ động đưa điện thoại của mình cho Đỗ Tiểu Trình. Không cần. Có chút biến đổi, hội nghị sẽ chuyển sang buổi sáng ngày mai, sẽ mở một hội nghị toàn thể cục công an. Đỗ Tiểu Trình đặt chiếc máy nhắn tin lên bàn, sau đó gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút tức giận. Nếu là đại hội của cục công an thành phố thì càng hay. Vương Tử Quân rót bia cho Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ cười nói, nhưng lúc này Đỗ Tiểu Trình lại thấy trong nụ cười của hắn có chút hương vị lạnh lẽo. Đỗ Tiểu Trình nhìn bộ dạng sâu sắc khó dò của Vương Tử Quân mà chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào. Người đàn ông này có quan hệ không minh bạch với mình, nhưng hắn lại giống như một ngọn núi nhỏ đứng ra che gió che mưa cho mình. Nếu như nàng có thể nhào vào lòng hắn thì quá tốt. Không hiểu sao Đỗ Tiểu Trình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ khả năng đó khó có thể xảy ra được. Vương Tử Quân cũng không phát hiện ra chút biến đổi của Đỗ Tiểu Trình, hắn khẽ gõ tay lên bàn nói. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ mở đại hội phê bình cô. Chiều nay cô cũng không có việc gì làm, thôi thì nghỉ ngơi cho tốt, để xem ngày mai bọn họ có thể làm ra trò gì hay. Vương Tử Quân lên tiếng phân phó, tất nhiên Đỗ Tiểu Trình sẽ gật đầu đồng ý. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Đỗ Tiểu Trình, hắn cho rằng nàng đang bức bối vì chuyện phê bình ngày mai, thế là có chút không đành lòng. Hắn vươn tay khẽ vỗ vỗ tay của nàng rồi lên tiếng an ủi. Không có chuyện gì đâu, cô cứ yên tâm, còn có tôi ở đây.
Đỗ Tiểu Trình khẽ gật đầu, gương mặt rất tán thành. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi sắp xếp một chút, ngày mai sẽ cho cô niềm vui bất ngờ. Vương Tử Quân nói lời từ biệt với Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình đồng ý một tiếng rồi quay đầu đi nhanh vào trong chợ, mái tóc dài tung bay trong gió, thân hình thon thả yểu điệu lúc này giống như hòa trộn lại tạo nên một khung cảnh tươi đẹp nói không nên lời. Vương Tử Quân quay về đoàn thanh niên tỉnh, hắn đi đến phòng làm việc của Bí thư Âu Dương Dương. Lúc này Bí thư Âu Dương Dương đang nói gì đó với trưởng khoa Hào, thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười phân phó cho trưởng khoa Hào rời khỏi phòng, sau đó mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Bí thư Vương, công tác liên quan đến nhà máy in như thế nào rồi? Sau khi thư ký châm trà cho Vương Tử Quân và lui ra, Âu Dương Dương khẽ hỏi. Trước mắt đã tìm hiểu được đại khái, nhưng muốn sắp xếp công tác cho những công nhân này thì còn phải tìm hiểu tình huống rõ ràng hơn. Chúng tôi đang tiến hành công tác tọa đàm, trình tự có hơi rườm rà nhưng thật sự không thể không làm. Chúng tôi cần nắm rõ thông tin mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, đỡ phải xuất hiện những cục diện khó xử trước đó. Vương Tử Quân khẽ cười rồi đột nhiên nói. Âu Dương Dương thật sự phải ngạc nhiên vì những lời nói của Vương Tử Quân, dù đây chỉ là một sách lược bình thường thế nhưng lại bộc lộ rõ ý nghĩ của Bí thư Vương, là một người có khả năng công tác. Thế là nàng vô tình cảm thấy do dự, không biết mình cố ý gõ đầu người này là đúng hay sai, nên hay không nên. Nhưng ngay sau đó vì quyền lực khống chế của mình trong cơ quan mà Âu Dương Dương bỏ qua chút do dự lúc vừa rồi. Bây giờ Vương Tử Quân phát sinh chút vấn đề ở đoàn thanh niên tỉnh, như vậy mình sẽ không cần chờ đến lúc đối phương thật sự có chút vấn đề mới vung tay đã kích, như vậy đối phương có thể thành thật đi theo mình từ sớm hơn. À, chuyện này nhất định phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Âu Dương Dương nói, trên gương mặt trắng mịn như tắm gió xuân. Tôi cảm thấy đặt một trọng trách nặng nề như vậy lên người anh là thật sự không phù hợp, nhưng lúc này sự việc ở đoàn thanh niên tỉnh thật sự quá nhiều. Chỉ có thể để cho anh vung tay xử lý mà thôi. Đợi đến khi sự việc được giải quyết, tôi sẽ đích thân thỉnh công cho anh trước mặt Chủ tịch Hào. Thỉnh công cho mình trước mặt Chủ tịch Hào. Không biết Chủ tịch Hào có cắn chết mình không? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra, hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói hai câu khiêm tốn, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Âu Dương, ngày hôm qua tôi gặp phải một chuyện, cần phải cho ra lời khen ngợi. Ủa, là chuyện gì? Âu Dương Dương dừng lại một chút rồi khẽ hỏi. Ngày hôm qua có một người hàng xóm của tôi bị bệnh cấp tính, lúc đó xe cứu thương chưa đến kịp, vậy là một người hàng xóm khác vận dụng xe tải chở gia cụ để đưa người kia đến bệnh viện, khi đó là giờ cao điểm tan tầm, vì vậy mà xe căn bản chạy không được nhanh. Một lúc sau có một cảnh sát giao thông trẻ tuổi phát hiện ra sự việc, thế là chủ động cho lái xe tải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện, tranh thủ thời gian cứu giúp người bệnh, cứu vãn tính mệnh con người. Vương Tử Quân dùng giọng điệu đơn giản nhất để bịa đặt nội dung mình cần truyền đạt, hắn tiếp tục nói. Chuyện này tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến tập quán và hành vi của cả xã hội, đoàn thanh niên chúng ta nên cho ra những lời khen ngợi rõ ràng với những hành vi chấp pháp vì dân như vậy, đồng thời phải kiên trì lấy đó làm hình mẫu, để kéo quần chúng vào cùng nhau cho ra những hành động tốt đẹp. Hai hàng chân mày của Âu Dương Dương khẽ giãn ra, nàng còn tưởng rằng Vương Tử Quân yêu cầu chuyện gì, thì ra chỉ là chút chuyện còn con thế này. Điều này vốn nằm trong phạm vi chức quyền của Vương Tử Quân, cũng là ý nghĩa phát huy bầu không khí tốt đẹp trong xã hội, có gì phải từ chối. Hơn nữa chuyện nhỏ thế này mà Vương Tử Quân còn báo cáo với mình, cũng đã thể hiện đầy đủ thái độ tôn kính lãnh đạo, mình cũng nên nể mặt. Bí thư Vương nói rất đúng, chúng ta làm công tác thanh niên, cần phải đẩy mạnh phát huy những tấm gương có hành vi vì xã hội như vậy, đoàn thanh niên chúng ta nên xem đây là một vật dẫn, nên cố gắng đề xướng và đẩy mạnh phát triển. Tôi thấy hay là thế này, chuyện này anh cứ toàn quyền phụ trách, sau khi tìm hiểu rõ ràng thì trao tặng bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản cho đồng chí cảnh sát giao thông kia. Bằng khen cao quý nhất của đoàn thanh niên cộng sản, như vậy đã là quá đủ. Vương Tử Quân thầm cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không nhắc lại chủ đề này, ngay sau đó lại quay sang phương diện công nhân nhà máy in. Khi hai người đang trò chuyện thì tiếng đập cửa khẽ vang lên, Lâm Thụ Cường đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân đang trò chuyện cùng Bí thư Âu Dương Dương thì hắn không khỏi tỏ ra sững sờ. Chào Bí thư Âu Dương, chào Bí thư Vương. Lâm Thụ Cường dù sao cũng là lão quan trường, hắn nhanh chóng có phản ứng sau vài giây ngây người. Âu Dương Dương khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Vương Tử Quân lại cười hỏi. Chủ nhiệm Thụ Cường, hôm nay anh khổ cực rồi, anh đã thăm viếng được mấy nhà rồi. Lâm Thụ Cường có chút do dự,
lúc này hắn mới ấp úng nói. Năm nhà, đã thăm viếng được năm nhà. Năm nhà có vẻ hơi ít, nếu anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề thì phải đẩy mạnh công tác lên mức độ cao hơn, tranh thủ thời gian cho ra phương án tốt nhất để giải quyết nhanh chóng. Vương Tử Quân nhíu mày lại rồi nói tiếp. Chủ nhiệm Thụ Cường còn phải bỏ thời gian và vất vả nhiều hơn nữa mới được. Âu Dương Dương nghe lời nói không mặn không nhạt của Vương Tử Quân thì cũng lên tiếng. Bí thư Vương nói rất đúng, Thụ Cường, chuyện này anh phải nhanh chóng hoàn thành, chỉ như vậy mới có tư liệu chuẩn xác để báo cáo cho Bí thư Vương. Lâm Thụ Cường đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị rời đi, hắn biết rõ Vương Tử Quân ở chỗ này thì mình căn bản không có cơ hội lên tiếng. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nào cho hắn bỏ đi đơn giản như vậy. Bí thư Âu Dương, may mà chị đã cho tôi mượn đồng chí chủ nhiệm Thụ Cường, nếu không thì tôi cũng xem như hai mắt tối đen, không biết tin tức gì. Những ngày qua thông qua xâm nhập điều tra thì tôi càng khắc sâu nhận thức rằng sự việc ở nhà máy in thật sự không thể nào kéo dài lâu hơn, vì muốn nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này nên tôi cảm thấy vài ngày tới định đặt địa điểm công tác của chủ nhiệm Thụ Cường ở nhà máy in, như vậy anh ấy mỗi ngày không mất thời gian chạy tới chạy lui. Lâm Thụ Cường nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thiếu chút nữa đã ngất đi, hắn sở dĩ ân cần chạy đến đây là vì muốn hầu hạ bí thư Âu Dương. Nửa buổi sáng hôm nay không có mặt ở văn phòng nhưng tai mắt của hắn vẫn cung cấp đủ thông tin, đó là các vị phó chủ nhiệm bắt đầu tỏ ra không yên, đám người kia bắt đầu điên cuồng chạy về phía phòng làm việc của bí thư Âu Dương làm gì. Nếu như chính mình ở lại nhà máy in một tuần, đám người kia biết đâu sẽ nhận được sự tán thưởng của bí thư Âu Dương. Như vậy một chủ nhiệm văn phòng như Lâm Thụ Cường chẳng phải sẽ đứng sang một bên. Bí thư Âu Dương, tôi không ngại khổ cực. Lâm Thụ Cường dùng giọng khô cằn nói một câu. Lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Âu Dương Dương. Âu Dương Dương tất nhiên nhìn gương mặt mà biết rõ tâm tư của Lâm Thụ Cường, thế là nàng cũng có ý nghĩ muốn bác bỏ lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này nàng thật sự không tìm ra được lý do nào cho phù hợp. Đúng lúc nàng đang do dự thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Thụ Cường, anh cái gì cũng tốt nhưng có một vấn đề tôi cần phải phê bình anh đó là công tác quá nhiều, anh suốt ngày ôm việc sẽ là người phụ trách phù hợp sao? Sau này anh nên nhớ kỹ. Sức khỏe mới là tiền vốn của cách mạng, nếu anh vì công tác mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy thì đừng nói là bí thư Âu Dương, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu. Vương Tử Quân lên tiếng nói ra những lời quan tâm đến sức khỏe của Lâm Thụ Cường, thế nhưng những lời như vậy rót vào trong tai lại làm cho Lưu Canh cảm thấy khó chịu và khốn khổ muốn khóc giống lên. Lâm Thụ Cường rời khỏi phòng làm việc của Âu Dương Dương mà cảm thấy đau đầu chóng mặt, hắn thầm nguyền rủa Vương Tử Quân. Khi hắn đi ngang qua khu văn phòng quen thuộc, hắn chợt nghe thấy một vị phó chủ nhiệm đang lớn tiếng nói với các cán bộ khoa viên. Mau làm tốt lời nhắn nhủ của bí thư Âu Dương, lúc này bí thư Âu Dương đang chờ các anh hoàn thiện công tác đấy. Âm thanh này rơi vào trong tai Lâm Thụ Cường giống như một nhát đao đâm vào tim, vị phó chủ nhiệm kia trước đó như mèo bệnh, bây giờ lại lớn tiếng hô hào trong văn phòng, tưởng rằng Lâm Thụ Cường ông không có mặt thì chú mày có thể thừa cơ tiến vào tìm nguồn vui cho bí thư Âu Dương sao? Lâm Thụ Cường hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn đi vào trong khu văn phòng, thế nhưng hắn lại chợt nghĩ đến lời đề nghị của bí thư Vương Tử Quân, thế là không khỏi lui bước. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, đó chính là mình đối phó với Vương Tử Quân có phải là vì nóng đầu làm ra trò hề hay không. Cục Công an quận Sơn Bắc nằm ở phía bắc thành phố Sơn Viên, nơi đây hai khu nhà lớn và một khoảng sân khá rộng. Bình thường thì Cục Công an quận Sơn Bắc rất khí phái, sáng sớm đi làm thường có bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hôm nay bầu không khí nơi đây có vẻ lạnh lẽo. Đặc biệt là những vị lãnh đạo Cục Công an quận, gương mặt người nào cũng trầm ngâm khó chịu giống như có ai đang thiếu nợ mình vài trăm đồng. Thôi Thiện Lộ là Cục trưởng Cục Công an quận Sơn Bắc, gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo, lúc này đối diện với lời chào buổi sáng của các đồng sự thì chỉ gật đầu lạnh lẽo cho qua mà thôi. Những người linh thông tin tức đã nhanh chóng hiểu được nguyên nhân của bầu không khí khó chịu này, bọn họ không nói ra nhưng ngay sau đó ai cũng sẽ biết mà thôi. Vì lát nữa sẽ tổ chức hội nghị toàn thể Cục Công an, nội dung của nó chính là một hội nghị chỉnh đốn tư tưởng và tác phong. Dù nhìn qua thì thấy một hội nghị như vậy là không có vấn đề gì, thế nhưng người nào cũng biết nó đại biểu cho một hội nghị phê bình. Làm lãnh đạo thì có ai thích mở hội nghị phê bình? Đây không phải là tô son điểm phấn, mà là bôi đen mặt mũi của lãnh đạo. Có nghe nói gì không? Chính là nữ cảnh sát vừa được điều đến. Nghe nói cô ấy dùng xe cảnh sát mở đường cho một chiếc xe tải chở gia cụ, thật sự là không biết mình biết người, chỉ giỏi làm loạn.
Một nữ cảnh sát gầy còm hơn 30 tuổi vừa thổi thổi nước trà trong ly vừa dùng giọng có chút hả hê nói. Chị Lan, thật vậy sao? Đỗ Tiểu Trình không phải là nữ cảnh sát có tác phong cực mạnh sao? Thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy? Bên cạnh nữ cảnh sát gầy còm kia là một tên cảnh sát trẻ tuổi, có lẽ mới hơn 20, bộ đồng phục chỉnh tề làm cho hắn có vẻ rất đẹp trai phong độ, hắn lên tiếng hỏi. Tiểu Mạc, cậu không tin sao? Chị đây có khi nào gạt cậu? Chị nói cho cậu biết, chuyện này trùng hợp ở chỗ bị người của Ủy ban Kỷ luật quận ủy phát hiện. Hi hi, cũng vì chuyện này mà nghe nói cục trưởng thôi còn bị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật chỉ mặt phê bình. Nữ cảnh sát được gọi là chị Lan nói đến đây thì càng lên giọng lớn hơn, âm thanh cao vút. Trên mặt tiểu tử cảnh sát được gọi là Tiểu Mạc chợt lóe lên vẻ tức giận. Ủy ban Kỷ luật làm như vậy là lấy chuyện công báo thù riêng, không phải vì vài ngày trước Đỗ Tiểu Trình đã cho kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp sao? Kiểm tra xe của Lỗ Đạo Pháp, ôi, đúng là thích gây chuyện, bây giờ thì hay rồi, Ủy ban Kỷ luật nắm chặt bím tóc của cô ta mà không chịu bỏ qua. Đây không phải là làm ảnh hưởng đến cả cục công an của chúng ta sao? Không phải là một con sâu làm dầu nồi canh sao? Chị Lan lên tiếng, sau đó lại nói với sang với vài vị đồng sự khác. Theo tôi, muốn làm bao công mặt đen thì trước tiên phải lau mông của mình cho sạch sẽ trước đã rồi hãy nói đến những thứ khác, không phải chỉ mình anh gây ra chuyện sao? Vì lý do gì làm cho những nhân viên không liên quan như chúng tôi phải liên lụy vào? Vài viên cảnh sát đi đến đều cười ha hả. Thế là gương mặt Tiểu Mạc không khỏi đỏ bừng bừng, nhưng lúc này hắn cũng không biết nói gì cho phải. Tiểu Mạc, không phải chỉ trách cậu, nhưng cậu nên chặt đứt chút tâm tư với Đỗ Tiểu Trình kia đi, loại phụ nữ như vậy lấy về nhà thì sẽ sinh ra tình huống gà chó không yên. Để chị Lan giới thiệu cho cậu một nữ giảng viên trường đại học xinh đẹp nết na. Chị Lan giống như đoán được tâm tư của Tiểu Mạc, thế là không khỏi nói vài ba câu an ủi cậu cảnh sát đẹp trai trước mặt. Tiểu Mạc cũng không nói lời nào mà xoay người đi về một hướng khác. Khi hắn xoay người thì thấy Đỗ Tiểu Trình mặc chế phục xách theo một chiếc túi nhỏ đi từ xa đến với vẻ mặt rất thoải mái, khóe miệng nàng cong lên giống như tất cả sự việc đang diễn ra thật sự không liên quan đến mình. Tiểu Mạc nhìn cô gái xinh đẹp đầy vui vẻ giống như cánh chim đang bay lên ở trước mắt mà cảm thấy bản thân mình như mê như say. Hắn muốn tiến lên đón nàng, muốn nói cho nàng biết nên đi về phía phòng làm việc thì hay hơn. Nhưng không ngờ Đỗ Tiểu Trình lại ngẩng đầu đi về phía đám người đang tụ tập ở phía bên này. Đỗ Tiểu Trình căn bản là không quan tâm, điều này làm cho vài nữ cảnh sát có địch ý với nàng cảm thấy khó chịu. Có vài người khẽ huýt sáo, nhưng càng có nhiều ánh mắt nhìn lên người Đỗ Tiểu Trình, trong ánh mắt bình thản còn mang theo chút thương cảm. Bọn họ cảm thấy tính mạng chính trị của Mạc Tiểu Bắc xem như đã xong đời, lúc này bị Ủy ban Kỷ luật điểm danh phê bình. Dù là lãnh đạo có coi trọng thì sau này cũng không ai cất nhắc nàng lên vị trí cao hơn. Chị à, chị còn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Lại tỏ ra bình thường như vậy, nghe nói đội trưởng Triệu cũng sắp phải làm bản kiểm điểm với chị rồi đấy. Một nữ cảnh sát có quan hệ không tệ với Đỗ Tiểu Trình nhanh chóng bước ra, nàng khẽ nắm lấy tay của Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ nói. Nếu như không có Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình có lẽ cũng cảm thấy cực kỳ bất an vì hành vi của mình đã ảnh hưởng đến đội trưởng Triệu, thế nhưng bây giờ nàng thật sự không có chút gánh nặng tâm lý nào. Nàng tin rằng hắn sẽ xử lý được tất cả, sẽ chinh phục được bão tố. Đỗ Tiểu Trình rất có lòng tin với người đàn ông này, đó là một cảm giác tin tưởng rất khó giải thích được nhưng lại mọc rễ rất sâu trong lòng nàng. Nàng khẽ giữ lấy tay nữ cảnh sát kia rồi dùng giọng không quan tâm nói. Không có chuyện gì đâu. Đỗ Tiểu Trình vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Xem cây châm của chị thế nào. Đây là hôm qua đã ép một kẻ ngốc mua nó đấy, 20 đồng đấy nhé. Nữ cảnh sát cũng chỉ lắc đầu với bộ dạng không tim không phổi của Đỗ Tiểu Trình, nhưng lúc này trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, kẻ ngốc trong miệng Đỗ Tiểu Trình là ai? Kẻ nào làm cho Đỗ Tiểu Trình tỏ ra yêu thương như vậy? Nếu so sánh với bộ dạng thoải mái của Đỗ Tiểu Trình thì lúc này đám lãnh đạo Cục Công an quận Sơn Bắc thật sự có cảm nhận không tốt. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an lại đang tươi cười tiếp đón bí thư Lỗ. Cục trưởng Thôi, không phải tôi không nể mặt anh, nhưng các anh lại bị một nhân viên làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả đơn vị. Bây giờ thành phố đang nắm chắc công tác chỉnh đốn tác phong, một cảnh sát giao thông cũng dám dùng xe chuyên dụng để mở đường cho xe tải chở hàng, đây không phải dùng đặc quyền trái luật sao? Anh nói xem, nếu Ủy ban Kỷ luật không xử lý thì thế nào? Bí thư Lỗ hút vào một hơi thuốc rồi dùng giọng rõ ràng mạch lạc nói. Chương 371, đến phê bình. Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an,
tất nhiên hắn sẽ là người biết được chuyện này đầu tiên, cũng đã hiểu những gì xảy ra. Hắn tuy thầm mang tên khốn lỗ đạo pháp chó má này bày đặt tỏ ra đạo mạo nhưng ngoài miệng chỉ có thể cung kính mà thôi. Thôi Thiện Lộ cố gắng tỏ ra cung kính để xin xỏ. Bí thư Lỗ, tôi biết chuyện này là chức trách của ủy ban kỷ luật, thật sự có hiện tượng xe cảnh sát mở đường cho xe tải, cũng thật sự cần phải phê bình, thế nhưng ngài đặt sự kiện lên mức độ chính trị cao như vậy, có phải là hơi phiền rồi không? Anh như vậy là có ý gì? Là trách tôi chuyện bé xé ra to sao? Tôi cho anh biết nhé, cục trưởng Lôi, chuyện này ngay cả quận ủy cũng nổi giận, bí thư Ngưu khuyên can mãi mới xong. Nhưng lãnh đạo quận ủy có nói một câu, đó chính là phải xử lý thật sự nghiêm túc những con sâu làm dầu nồi canh như thế này, tuyệt đối không được nuông chiều. Lỗ đạo pháp nổi giận giống như bí thư quận ủy Sơn Bắc đã nhập vào người, hắn vung tay chỉ trỏ, bộ dạng hùng hồn khí khái. Nếu nói về cấp bậc thì Thôi Thiện Lộ và Lỗ đạo pháp đều là cấp chính khoa, thế nhưng nếu nói về độ nặng thì cục trưởng cục công an tất nhiên sẽ hơn một vị phó bí thư chủ khảo giải quyết các tranh chấp trong cơ quan như Lỗ đạo pháp rất nhiều. Không ngờ lúc này đối phương lại chạy đến đây xỉa sói mình, điều này làm cho cục trưởng Lôi cảm thấy rất khó chịu, thế là trong lòng càng thầm mắng Lỗ đạo pháp là loại khốn kiếp. Giả bộ làm cái quái gì? Không phải cô gái kia chặn xe của anh lại rồi phạt tiền sao? Anh có bản lĩnh chó má gì, chỉ biết nắm vào chút chuyện còn con này thì ra thể thống gì? Thôi Thiện Lộ thầm mắng Lỗ đạo pháp, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy oán hận với nữ cảnh sát giao thông kia. Trong lòng thầm nghĩ, một cán bộ trẻ rõ ràng phá hoại giỏi hơn thành công, thói quen không tốt, chỉ biết gây chuyện cho mình đưa đầu ra xử lý. Xem ra sau này không nên cho cô ta công tác ở đội cảnh sát giao thông, ném vào làm công tác văn phòng là hơn. Lỗ đạo pháp thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn quay sang nhìn đội trưởng đội cảnh sát giao thông Triệu Thiên Lý, ánh mắt trợn trừng nhìn rất đáng sợ. Lỗ đạo pháp tất nhiên biết rõ Thôi Thiện Lộ đang nghĩ điều gì, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất vui sướng. Hắn muốn cho nữ cảnh sát giao thông kia một bài học nhớ đời, đó chính là có một số người không nên đắc tội. Lỗ đạo pháp vì sự kiện bị cảnh sát giao thông chặn lại bắt đóng phạt mà bị không ít đồng sự và bạn bè trêu chọc. Ngày hôm qua hắn nắm bắt được nữ cảnh sát kia, hắn thật sự cảm thấy rất hưng phấn, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn về nhà cùng bà vợ đã lâu chưa động vào làm vài chục hiệp. Nhưng cuối cùng bí thư Lỗ cũng không về nhà, chỉ là chạy ra ngoài phát tiết trên người một cô gái cắt tóc mà thôi. Cô gái cắt tóc kia có làn da rất tốt, nhưng nếu so ra thì vẫn kém rất nhiều với nữ cảnh sát đã từng phạt tiền Lỗ đạo pháp. Không biết vì sao, mỗi lần ánh mắt hắn nhìn qua cửa kính xuống văn phòng cục công an ở bên dưới, nhìn thấy những bộ đồng phục màu xanh đậm của cảnh sát thì trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác dâm loạn khó hiểu. Chính mình đáng lý ra phải tỏ ra thương hoa tiếc ngọc với nữ cảnh sát xinh đẹp kia, phải để cho nàng mặc chế phục và cùng nhau yêu đương vui vẻ mới phải, cớ sao lại tiến hành phê bình. Lỗ đạo pháp có ý nghĩ như vậy, thế là hắn chợt cảm thấy bên dưới có thứ chết tiệt gì đó đang cứng lên. Đã lâu rồi Lỗ đạo pháp chưa sinh ra cảm giác xúc động nguyên thủy như thế này, thế là hắn tỏ ra vui mừng như điên. Khoảng thời gian gần đây hắn luôn dùng thuốc để lấy lại sự tôn nghiêm của mình, không ngờ bây giờ chỉ vì một nữ cảnh sát mà bộ phận ở nơi hẻo lánh nào đó trên người đã lấy lại sức sống, xem ra nữ cảnh sát kia thật sự là một mầm mống tốt, có thể bồi dưỡng. Khi hai mắt Lỗ đạo pháp dần chuyển sang màu đỏ thì chợt nghe thấy Thôi Thiện Lộ nói. Bí thư Lỗ, trên phương diện xử lý sự việc này, tôi kính mong anh nói vài câu tốt đẹp với bí thư Ngưu, dù sao thì nữ cảnh sát kia vẫn còn trẻ tuổi. Tốt, nếu anh đã nói như vậy thì tôi còn gì để nói nữa đây? Lỗ đạo pháp cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, hắn khẽ lên tiếng đồng ý với Thôi Thiện Lộ. Thấy Lỗ đạo pháp nói như vậy thì Thôi Thiện Lộ cũng không khỏi thở dài một hơi. Dù thế nào thì hắn cũng là cục trưởng cục công an, nếu mở hội nghị phê bình trong địa bàn của mình, dù không có sức ảnh hưởng quá lớn nhưng cũng rất mất mặt. Hơn nữa gần đây hắn còn đang cố gắng hoạt động để đề cao cấp bậc địa vị của mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, bí thư Lỗ vội vàng lấy điện thoại ra. Khi nhìn rõ số điện thoại gọi đến, hắn dùng giọng uy nghiêm khẽ nói một câu với nhóm người Thôi Thiện Lộ, sau đó dùng giọng cung kính nói. Chào bí thư Ngưu, tôi là đạo pháp đây. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Lỗ đạo pháp vốn đang cực kỳ vênh váo tự đắc phải gật đầu như gà mổ thóc, sau đó nói. Vâng, bí thư Ngưu, anh cứ yên tâm, chỗ này đã chuẩn bị xong. Tiếng cười nịnh nọt phát ra từ miệng Lỗ đạo pháp, nếu như không phải đang có mặt tại hiện trường thì vài vị lãnh đạo cục công an sẽ tưởng rằng mình nhận lầm người. Nhưng sau giây phút kinh ngạc thì vẻ mặt bọn họ không khỏi tỏ ra bội phục,
thì ra kẻ ti tiện trên đời này còn rất nhiều, nếu so sánh với bí thư Lỗ thì chính mình còn thua kém quá nhiều. Lỗ Đạo Pháp cúp điện thoại, cũng không chờ Thôi Thiện Lộ đặt câu hỏi, hắn nhanh chóng ra lệnh. Bí thư Ngưu đang đi đến, 5 phút nữa sẽ đến, chúng ta xuống tiếp đón là vừa. Người đến là bí thư ủy ban kỷ luật, là thường ủy quận ủy, tất nhiên Thôi Thiện Lộ sẽ không dám tỏ ra chậm trễ, thế là các vị lãnh đạo cục công an đều phải nối đuôi đi về phía cổng. Lúc này Lỗ Đạo Pháp cũng giành vị trí đầu tiên không chút khách khí, hắn ưỡn cao chiếc bụng bia, lúc này nhìn qua giống như một con vịt mập đang cực kỳ đắc ý. Các vị lãnh đạo cục công an xuất hiện thì đám cảnh sát cũng nhanh chóng trốn sang một bên, ngay cả những kẻ thường ngày thích tham gia náo nhiệt cũng không dám đến gần. Dù sao hôm nay cũng không phải ngày tốt đẹp, bây giờ chạy đến sợ rằng không phải vuốt mông ngựa mà vỗ lên đùi ngựa, được không bù mất. Cục trưởng Thôi, hoàn cảnh khu văn phòng của cục công an thật sự rất đẹp. Lỗ Đạo Pháp đưa mắt nhìn khắp chung quanh, hắn dùng giọng khí phái theo kiểu lãnh đạo để nói với Thôi Thiện Lộ. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên người Đỗ Tiểu Trình đang cười hì hì cách đó không xa thì chợt dừng lại. Sao mình không phát hiện ra nữ cảnh sát kia xinh đẹp như vậy? Nếu nàng có thể cúi đầu nhận lỗi với mình, có lẽ mình sẽ mềm lòng, sẽ bỏ qua chuyện cũng ngay lập tức. Đúng vậy, đối với những đồng chí phạm vào sai lầm như vậy thì mình phải có trách nhiệm kiên nhẫn giáo dục, cố gắng cứu vãn. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lỗ Đạo Pháp không khỏi cảm thấy rất sung sướng, hắn giống như thấy được tình cảnh nữ cảnh sát kia vì tìm đường lui cho mình, vì nắm giữ phần công tác khó có được này mà đến cầu tình với mình bằng bộ dạng nước mắt lưng tròng, đồng thời cũng leo lên người mình làm vài động tác ngọt ngào. Không phải, hắn phải là người cởi bộ đồng phục cảnh sát trên người nàng ra rồi nhảy lên hoạt động thư giãn gân cốt mới đúng chứ. Đồng phục cảnh sát thật sự rất đẹp, chính Lỗ Đạo Pháp giống như đã từng xem qua một bộ phim. Là một người phụ nữ cảnh sát xinh đẹp bị hành hạ cho khốn khổ. Bây giờ xem ra chính mình cũng thật sự có ý nghĩ quá hẹp hòi, nữ cảnh sát này nhìn qua còn có hương vị hơn cả cô diễn viên kia. Chương 372 Cảnh sát nhân dân vì nhân dân. Tút, tút, tút. Một chiếc xe Santana màu đen từ phương xa chạy đến như bay, Lỗ Đạo Pháp ăn bản không cần nhìn biển số cũng nhận ra chiếc xe này. Hắn cũng không chờ đến lúc xe dừng lại mà chạy vội đi vài bước. Nhanh chóng nghênh đón, bàn tay mập mạp cũng tranh thủ mở cửa xe. Lỗ Đạo Pháp lúc này đã không còn khí thế lãnh đạo như vừa rồi, hắn chào một tiếng hầu như cực kỳ nịnh nọt với người đàn ông hơi lùn đang chui ra khỏi xe, sau đó kính cẩn đứng sang một bên như người hầu. Ngưu Trấn Nhạc thật sự rất thỏa mãn với thái độ của vị trợ thủ này, trong số các vị phó bí thư ủy ban kỷ luật thì đây là người thân cận nhất của hắn, cũng có thể nói là người tìm nguồn vui cho hắn. Thế là hắn khẽ gật đầu với Lỗ Đạo Pháp. Sau đó bắt tay với Thôi Thiện Lộ đang tiến lên chào đón. Bí thư Ngưu, chào mừng anh đến Cục Công an chỉ đạo công tác. Thôi Thiện Lộ bắt tay với Ngưu Trấn Nhạc rồi dùng giọng cung kính nói. Ngưu Trấn Nhạc tuy không cao nhưng giọng nói lại rất lớn, hắn vỗ vỗ lên tai Thôi Thiện Lộ rồi nói. Cục trưởng Thôi, trước kia nếu anh nói như vậy thì tôi có thể không đoán được anh có bao nhiêu phần nhiệt tình, thế nhưng hôm nay tôi có thể cho ra kết luận, chính anh thật sự không chào đón tôi. Thôi Thiện Lộ không ngờ Ngưu Trấn Nhạc lại nói như vậy, nhưng quan cao hơn một cấp sẽ đè chết người, đối phương không những là bí thư ủy ban kỷ luật, còn là thường ủy quận ủy, đối phương nói ra bất cứ điều gì cũng có thể coi là đúng. Anh cũng đừng tỏ ra không phục. Khi Thôi Thiện Lộ muốn giải thích vài câu thì Ngưu Trấn Nhạc đã nói tiếp. Nếu tôi đến đây ca tụng công đức của các anh, như vậy các anh chào đón là đúng, nhưng hôm nay tôi đại biểu cho quận ủy đến phê bình các anh hoan nghênh mới là lạ ấy chứ. Nhưng không sao, dù anh có thái độ gì thì tôi cũng phải đến mà thôi. Bí thư ủy ban kỷ luật đã nói như vậy, đám lãnh đạo cục công an chỉ có thể cúi đầu, bộ dạng tiếp nhận phê bình của lãnh đạo. Ngưu Trấn Nhạc cũng không tiếp tục phê bình đám người Thôi Thiện Lộ, hắn thay đổi chủ đề, nói với Lỗ Đạo Pháp. Bí thư Lỗ, lần này anh làm rất tốt, có gan làm việc, thiết diện vô tình. Thật sự là có gan nắm công tác chỉnh đốn tác phong, thay đổi bầu không khí của cơ quan đơn vị. Mà chúng ta cũng nên bắt đầu từ những cơ quan đơn vị có quyền thế. Hai ngày trước khi tôi phân phó cho anh, tôi còn sợ anh sẽ vì vấn đề tình cảm mà chỉ cố gắng tìm vài người nhỏ nhặt để khai đao, nhưng hôm qua nghe anh báo cáo thì tôi thật sự cảm thấy vui mừng. Anh đã thể hiện đầy đủ tác phong của cán bộ ủy ban kỷ luật, không ra tay thì không sao, đã ra tay thì phải là sức mạnh như sấm sét, không nể mặt bất kỳ ai. Không ngờ mình bày thủ đoạn để ép người khác lại nhận được lời tán thưởng của lãnh đạo trực tiếp như vậy. Lỗ Đạo Pháp giống như cảm thấy nữ thần may mắn đang vẫy tay với mình, mới vài ngày mà không những có mỹ nữ vẫy gọi hắn,
thậm chí còn được lãnh đạo khen thưởng, xem ra con đường làm quan của mình bắt đầu thông thoáng rồi. Bí thư Ngưu, tôi cũng không dám kiêu ngạo kể công, chúng tôi làm thế không rời xa những lời chỉ dạy của anh. Cũng nhờ có sự hậu thuẫn kiên cường của anh mà chúng tôi mới có thể buông tay buông chân xử lý công tác như vậy, vì thế có thể nói tất cả công lao phải là của ngài. Lỗ đạo Pháp thật sự rất quen các đòn tấn công trong quan trường, lúc này hắn đã ném tất cả công lao sang cho Ngưu Trấn Nhạc. Khi các vị lãnh đạo lục tục kéo về phòng họp, đám cảnh sát vốn đang tụm năm tụm ba bên ngoài cũng nhanh chóng đi vào trong phòng họp. Đỗ Tiểu Trình là nhân vật chính của hội nghị hôm nay, tất nhiên sẽ là đối tượng để người ta chỉ trỏ. Đỗ Tiểu Trình, cô không cần sinh ra gánh nặng tâm lý, chỉ là một lần phê bình, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khi Đỗ Tiểu Trình đi vào phòng họp thì Tiểu Mạc là một thành viên của đội cảnh sát hình sự tiến đến bên cạnh rồi khẽ an ủi. Dù Đỗ Tiểu Trình có chút tùy tiện thế nhưng dù sao cũng là một cô gái, nàng biết rõ tâm tư của Tiểu Mạc với mình. Lẽ ra Tiểu Mạc là người có điều kiện không tồi, nhưng điều tiếc nuối duy nhất chính là Đỗ Tiểu Trình luôn có thói quen thích so sánh. Từ khi Vương Tử Quân tiến vào và định cư luôn trong lòng nàng, phần tình cảm này giống như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời mùa hạ bao la, nó xé rạch bầu trời làm cho người ta không kịp chuẩn bị, nàng chợt cảm thấy khi đó tính mạng của mình được chiếu sáng. Tình yêu thường không thể nào nói lý giống hệt như vậy, Vương Tử Quân giống như một sợi xích có thể vượt qua núi cao sông sâu, có thể vắt ngang lòng nàng, làm cho nàng không thể nào đưa mắt nhìn ngang liếc dọc, không thể nào tiếp nhận một người đàn ông nào khác. Cảm ơn anh, tôi không sao. Đỗ Tiểu Trình nở nụ cười chân thành với Tiểu Mạc, sau đó nàng đi theo đám người vào trong phòng họp. Khi Đỗ Tiểu Trình ngồi xuống vị trí của mình, nàng chợt nghe thấy có âm thanh vang lên bên cạnh. Cái gì là một con sâu làm dầu nồi canh, một kẻ gây chuyện cả cục gặp nạn, nếu như ủy ban kỷ luật xử lý nghiêm trọng thì sợ rằng cuối năm nay mất đi tiền thưởng của mọi người. Đỗ Tiểu Trình hận không thể cầm một cục gạch đập lên đầu tên cảnh sát trung niên mập như heo kia. Khi nàng đang cực kỳ tức giận thì chị Lan thuộc khối văn phòng của Cục Công an đã chạy đến bên cạnh. Đỗ Tiểu Trình, sao cô lại ngồi đây? Mau đi theo tôi, Cục trưởng tôi sắp xếp cho cô ngồi ở phía trước, nơi đó phần lớn là cán bộ trung tầng của Cục chúng ta. Chị Lan giống như chỉ sợ lời nói của mình không được người ta nghe rõ ràng, giọng điệu khá lớn, lại rất hưng phấn. Đúng là tiểu nhân. Chị Lan lớn tiếng như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Đỗ Tiểu Trình nhìn biểu hiện hả hê của đối phương, nàng cũng không thèm lên tiếng, chỉ đi lên phía trước rồi ngồi xuống. Một biểu ngữ màu đỏ với chữ trắng được căng lên ở phía trước, nội dung của nó chính là hội nghị chỉnh đốn tác phong của Cục Công an quận Sơn Bắc thật sự dấp chướng mắt dưới ánh đèn. Dù Đỗ Tiểu Trình biết rõ Vương Tử Quân nhất định sẽ ra tay giải quyết sự kiện này cho mình, thế nhưng lúc này nàng đứng dưới áp lực kiểm tra kỷ luật, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ uất ức. Đỗ Tiểu Trình, mày không thể khóc. Mày phải cười, phải để cho đám khốn nạn kia mở to mắt ra mà nhìn, cố gắng không thể nào rơi nước mắt. Tiểu Đỗ, lát nữa cô làm kiểm điểm phải có thái độ cực kỳ thành khẩn, chuyện của cô không phải là gì lớn, chưa đến mức phải phê bình, có biết không? Một vị cảnh sát trung niên hơn 40 tuổi thuộc văn phòng Cục Công an vừa nói vừa đặt một bản kiểm điểm vào trong tay Đỗ Tiểu Trình. Bản kiểm điểm kia đã được in ra, gồm 3 trang, Đỗ Tiểu Trình cúi đầu nhìn thì thấy một hàng chữ. Thưa các vị lãnh đạo tôn kính, thưa các đồng chí, bây giờ tôi thật sự cảm thấy rất hối tiếc. Đỗ Tiểu Trình nhìn bản kiểm điểm này mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn xé nát nó ra thành từng mảnh. Nàng không làm gì sai nhưng lại phải đọc bản kiểm điểm này, đây không phải là đổi trắng thay đen sao? Lửa giận chợt lóe lên trong lòng, nàng chợt giữ chặt lấy bản kiểm điểm, thầm nghĩ. Khốn kiếp, lần này nếu anh không xử lý cho tốt thì coi chừng em. Các vị lãnh đạo cũng không để cho đám cảnh sát bên dưới chờ lâu, 10 phút sau thì Ngưu Trấn Nhạc đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đài chủ tịch, các vị lãnh đạo khác cũng nhanh chóng ngồi xuống vị trí. Lúc này đám cảnh sát đang khẽ nghị luận về Đỗ Tiểu Trình cũng ngậm mồm lại, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn nơi đó, chỉ sợ mình có biểu hiện không tốt sẽ làm cho lãnh đạo sinh ra phản cảm. Các đồng chí, lần này chúng ta vinh hạnh được chào đón Bí thư Ngưu Trấn Nhạc và Phó Bí thư Lỗ Đạo Pháp của Ủy ban Kỷ luật Quận ủy đến Cục Công an chỉ đạo công tác, lúc này chúng ta dùng tràng vỗ tay nhiệt liệt để chào đón hai vị lãnh đạo. Vị đồng chí chính ủy của Cục Công an dùng giọng khô cằn nói lên vài câu hoan nghênh nhưng vẻ mặt thật sự không có chút vui sướng, hơn nữa tiếng vỗ tay vang lên bên dưới cũng rất thưa thớt. Lỗ Đạo Pháp đưa mắt nhìn Ngưu Trấn Nhạc, hắn phát hiện vẻ mặt lãnh đạo rất tốt, trong lòng thầm hiểu ra vấn đề. Đó là Bí thư Ngưu rất tán thưởng thành công của mình trong công tác chỉnh đốn chấn chỉnh tác phong. Hắn không tiếp tục nhìn sang Bí thư Ngưu,
Bây giờ chuyển ánh mắt xuống các vị cảnh sát nhân dân bên dưới, thấy Đỗ Tiểu Trình ngồi ở vị trí trung tâm ở hàng đầu tiên. Lúc này cô nàng chẳng những không vỗ tay, hơn nữa khóe miệng còn cong lên giống như mang theo nụ cười đùa cợt. Nụ cười của Đỗ Tiểu Trình có vẻ cực kỳ đùa cợt, giống như đang nhìn những con khỉ đang làm trò hề. Lỗ Đạo Pháp nhìn bộ dạng cực kỳ bình tĩnh và ung dung của Đỗ Tiểu Trình, hắn thầm sinh ra cảm giác oán hận, chỉ vì một sự việc đơn giản nhưng giải quyết lại phức tạp và mất thời gian. Hừ, cứ đứng đó mà kiêu ngạo, sẽ đến lúc khóc giống lên mà thôi. Tương lai sẽ có lúc quỳ xuống cầu xin mình tha thứ, tư vị như vậy sẽ như thế nào? Chậc chậc, thật sự là sướng đến mức khó tả. Lỗ Đạo Pháp chợt sinh ra nhiều ý nghĩ xấu xa, hắn cảm thấy cơ thể của mình chợt nóng lên, càng sinh ra xúc động muốn chinh phục. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy nữ cảnh sát kia đang cố gắng trốn tránh và khinh thường mình, thật ra đó là một loại khiêu khích biến tướng, giống như là một hành vi làm cho đàn ông bộc lộ bản tính thật sự, bộc lộ thú tính chinh phục của mình. Hầu như tất cả phụ nữ đều thích đàn ông vô sỉ, có lẽ cô gái kia cũng là một trong số những người như vậy. Lỗ Đạo Pháp cảm thấy mình giống như khôi phục lại sức sống thanh xuân, hắn giống như một tên thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học, bừng bừng sinh lực, tràn đầy sức sống. Hội nghị lần này có 4 nội dung chính, đầu tiên là chúng ta dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh Phó Bí Thư Lỗ Đạo Pháp lên truyền đạt quyết định của Ban giải quyết tranh chấp thuộc Ủy ban Kỷ luật quận ủy Sơn Bắc. Vị chính ủy Cục Công an lên tiếng, sau đó đưa micro đến trước mặt Lỗ Đạo Pháp. Dựa theo sắp xếp thì người thứ nhất lên tiếng sẽ là Cục trưởng Thôi Thiện Lộ, nhưng bây giờ người có vị trí cao nhất chính là Bí Thư Ngưu Trấn Nhạc, vì thế mà vị Cục trưởng Cục Công an không khỏi biến tấu chương trình, thể hiện sự nể trọng của mình với Bí Thư Ngưu Trấn Nhạc. Lưu Căn Phúc quét mắt nhìn đám cảnh sát ngồi bên dưới, sau đó lại nhìn sang Ngưu Trấn Nhạc, tiếp nhận ánh mắt tán thưởng và giúp đỡ của lãnh đạo, thế là cảm thấy tâm tình thật sự vui sướng. Hắn phát biểu lần này dưới sự chú ý của một đám cảnh sát, lại có được sự giúp đỡ của lãnh đạo, quan trọng đây chính là bước đầu tiên trong chương trình thuần phục nữ cảnh sát kia. Hắn tin dưới đòn roi không khách khí của mình thì cô gái kia sẽ khuất phục và ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể mình giống như một chú mèo nhỏ, để tùy ý mình lên ngựa tung hoành ngang dọc, mệt mỏi đến khi toàn thân vã đầy mồ hôi, sung sướng điên cuồng. Bí thư Lỗ khẽ vỗ vào chiếc micro trước mặt, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa. Hắn không những phải gõ vang hồi chuông cảnh báo, còn phải nói bóng nói gió để sự kiện này lan truyền ra bên ngoài, nếu không thì nữ cảnh sát kia sao cam tâm tình nguyện nằm khuất phục dưới người hắn. Thưa các đồng chí, Bí thư Ngưu vốn không muốn mở hội nghị thế này, nhưng lãnh đạo châm trước mãi và cảm thấy vẫn phải mở ra. Cảnh sát nhân dân phải làm gì? Đây là lực lượng hóa thân của chính nghĩa, đứng trước tiền tài mà không động tâm, đứng trước vinh dự không nao lòng, là nhân sĩ phá án bảo vệ hạnh phúc muôn dân. Cảnh sát là lực lượng chấp pháp của xã hội, đây là lực lượng có yêu cầu lý luận và tư tưởng chính trị cao độ, càng là lực lượng không thể làm trái pháp luật. Nhưng lại có một vài đồng chí lạm dụng chức quyền, làm bại hoại hình tượng cảnh sát nhân dân. Lỗ Đạo Pháp dùng từ rất nghiêm, giọng điệu rất lớn, từng câu từng chữ được cho ra khỏi miệng, lúc này chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình biểu hiện cực kỳ tốt. Hôm nay chúng ta tụ tập ở đây, mong mọi người dùng sự kiện lần này mà nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Phải sử dụng tốt quyền lực trong tay, làm rạng rỡ vinh dự cho đội ngũ chấp pháp mà không phải là bôi đen gương mặt mình. Lỗ Đạo Pháp càng nói càng có khí phách, giọng điệu càng du dương trầm bổng. Ánh mắt hắn tuy nhìn xuống đám cảnh sát bên dưới, thế nhưng dư quang khóe mắt chủ yếu rơi hết lên người Đỗ Tiểu Trình. Nhưng Lỗ Đạo Pháp lại thật sự khó hiểu và thất vọng, vì Đỗ Tiểu Trình vẫn lẳng lặng ngồi đó, giống như không phải đang phê bình nàng, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia càng xuất hiện một nụ cười chế nhạo. Nụ cười chế nhạo của Đỗ Tiểu Trình thật sự giống như một con dao đâm vào tim Lỗ Đạo Pháp, nhưng lúc này hắn cũng không muốn tiếp tục lên tiếng, vì nhân vật chính của hội nghị này không phải là hắn, mà chính là Ngưu Trấn Nhạc. Chính hắn nếu nói quá nhiều sẽ cạnh tranh với Bí thư Ngưu, như vậy sẽ không phải là hành động thức thời. Khi Lỗ Đạo Pháp nói câu sau cùng thì đưa mắt nhìn đồng chí chính ủy Cục Công an, chờ đợi người này tuyên bố chương trình hội nghị tiếp theo. Vị đồng chí chính ủy Cục Công an cũng không làm cho Lỗ Đạo Pháp thất vọng. Khi micro được chuyển đến bên cạnh thì hắn dùng giọng khô cằn nói. Bây giờ tiến hành nội dung thứ hai của hội nghị, mời cảnh sát Đỗ Tiểu Trình. Đồng chí chính ủy Cục Công an còn chưa nói dứt lời thì một người thanh niên đẩy cửa phòng họp đi vào, khi thấy một tên thanh niên xa lạ không chào hỏi gì mà đẩy cửa sộc vào thì vẻ mặt Thôi Thiện Lộ là Cục trưởng Cục Công an chợt biến đổi. Đây là hội nghị của Cục Công an, người ngoài không nói lời nào đã chạy sộc vào, không phải quá coi rẻ uy tín của mình đấy chứ. Bí thư Ngưu thấy như vậy sẽ nghĩ thế nào?
Thôi Thiện Lộ thật sự rất căm tức, hắn chuẩn bị mắng cho người kia một trận nhớ đời. Tiểu Triệu, chuyện gì xảy ra? Không đợi Thôi Thiện Lộ mở miệng thì Ngưu Trấn Nhạc ngồi ở vị trí chủ vị trên đài chủ tịch đã đứng lên, lão nhìn người thanh niên đột nhiên chạy sộc vào mà không có chút tức giận, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười cực kỳ thân cận. Bí thư Ngưu đã đổi tính đổi nét từ khi nào vậy? Thôi Thiện Lộ chợt cảm thấy buồn bực, nhưng đợi đến khi tên thanh niên kia đi đến gần thì hắn mới nhận ra thân phận của người này, vì người này đại biểu cho một người có lực ảnh hưởng mạnh mẽ trong quận Sơn Bắc. Người thanh niên kia chính là thư ký của bí thư Hà Đông Quảng của quận Sơn Bắc, cũng là đệ nhất thư ký của văn phòng quận ủy. Tuy đối phương không có chức vụ gì thế nhưng lại đại biểu cho Hà Đông Quảng, là một trong những nhân vật không thể đắc tội trong quận Sơn Bắc. Bí thư Ngưu, cục trưởng Thôi, bí thư Hà đến. Thái độ của Tiểu Triệu rất kính cẩn nhưng giọng điệu lại không nhỏ. Bí thư Hà đến. Ngưu Trấn Nhạc chợt sững sờ, bí thư không phải nói không đến sao? Thế nào lại thay đổi? Hắn ngây người sau khoảnh khắc, sau đó thầm có chút bất mãn, trước khi hội nghị được mở đã gọi điện thoại xin chỉ thị, anh đã nói rõ sẽ không đến, tôi là một phó bí thư phải đến cục công an chủ trì hội nghị, bây giờ hội nghị tổ chức được nửa chừng thì anh lại đến, có ý gì đây? Để cho người ta cảm thấy bất ngờ sao? Ngưu Trấn Nhạc thầm oán trong lòng nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, hắn nhiệt tình nói. Bí thư Hà đến chỉ đạo công tác, như vậy chúng ta cùng đi ra hoan nghênh. Các vị lãnh đạo ngồi trên đài chủ tịch đều đứng lên cùng bí thư Ngưu, sau đó nhân viên hội nghị đã nhanh nhẹn bổ sung thêm một chiếc ghế lên đài chủ tịch. Lỗ Đạo Pháp đi theo sau lưng Thôi Thiện Lộ mà cảm thấy có chút khó chịu, nhưng dù khó chịu thì người này vẫn là cục trưởng cục công an, thật sự có tư cách đi trước mình trong lúc tiếp đón bí thư đảng ủy quận. Cũng may nó cũng không có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của phó bí thư Lỗ Đạo Pháp, dù sao thì cách thức xử lý vấn đề và tổ chức như thế nào cũng là do một tay hắn xử lý. Cũng có thể nói hội nghị chỉnh đốn tác phong này chính là một màn mở đầu cho công tác trong toàn quận. Đỗ Tiểu Trình nhìn các vị lãnh đạo nối đuôi nhau đi ra mà khẽ nhíu mũi, một cảm giác oán trách bùng lên trong lòng. Ôi, mau mau đi chứ, anh cứ để đến giai đoạn cuối cùng làm gì, tôi đây đã nôn nóng muốn chết rồi đây. Tiểu Trình, cô xem, có một số việc dù cúi đầu cũng chưa chắc có thể tránh tội, xem ra hôm nay cô rơi vào tình cảnh khốn khổ rồi. Đại đội trưởng Triệu ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng không tim không phổi của Đỗ Tiểu Trình mà không khỏi khẽ cười khổ nói. Đỗ Tiểu Trình thật sự có chút hảo cảm với đội trưởng Triệu, vì sau khi nàng tiến vào trong đội cảnh sát giao thông thì vị đội trưởng này đối xử với nàng rất tốt. Nàng chưa báo đáp gì cho lãnh đạo, bây giờ lại làm cho lãnh đạo liên lụy đến chuyện của mình. Lúc này nàng nhìn gương mặt ủ rột của lãnh đạo mà trong lòng sinh ra cảm giác áy náy. Xin hỏi vị nào là đồng chí Tiểu Trình? Khi Đỗ Tiểu Trình đang định mở miệng an ủi vị đội trưởng của mình, đột nhiên thư ký Tiểu Triệu chợt dừng bước, sau đó lớn tiếng hỏi đám cảnh sát chung quanh. Tiểu Triệu này làm sao vậy? Thế nào lại dùng giọng gọn gàng dứt khoát như thế để tìm Đỗ Tiểu Trình? Ngưu Trấn Nhạc chợt cảm thấy có gì đó là lạ, dựa vào những gì hắn biết về Tiểu Triệu, hắn biết người này tuy còn trẻ nhưng cách đối nhân xử thế lại cực kỳ trưởng thành. Đây là một thư ký cực kỳ có tốt chất, những gì nên nói sẽ nói, không nên nói sẽ không nói. Không phải việc của mình sẽ không ôm đồm, nếu là việc cần thiết thì sẽ giữ chặt đến chết không buông. Không ngờ bây giờ Tiểu Triệu lại có thái độ quá khác thường, đứng trước mặt bao người hỏi xem Đỗ Tiểu Trình là ai, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mình có thể tự chủ trương đưa ra phương án xử lý Đỗ Tiểu Trình sao? Không những là Ngưu Trấn Nhạc cảm thấy kinh dị mà Thôi Thiện Lộ làm cục trưởng cục công an nhiều năm cũng đổ mồ hôi hột và thật sự mơ hồ, nhưng hắn là chủ nhà, chỉ có thể lên tiếng. Thư ký Triệu, vị này chính là đồng chí Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình đang ngồi trên vị trí của mình, nàng giống như không nghe thấy cục trưởng đang nhắc đến tên mình. Khi thư ký Triệu nhìn sang Đỗ Tiểu Trình thì hai mắt không khỏi tỏa sáng. Ôi, có câu bên ngoài tô son nạm ngọc thì bên trong thối rửa cỏ dại lan tràn. Những người đẹp tính đẹp nét đẹp cả người thật sự là rất hiếm có. Bây giờ trước mặt hắn là một cô gái hiếm có như vậy, nhưng đáng tiếc là hắn đã kết hôn rồi. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Tiểu Triệu cũng không chần chừ mà dùng giọng khách khí nói. Đồng chí Đỗ Tiểu Trình, bí thư Hà mời cô đi ra một chút. Bí thư Hà mời đi ra, đi đâu? Thư ký Tiểu Triệu vừa mở miệng thì những người khác đã cảm thấy lời mời này không tầm thường. Lỗ Đạo Pháp là người tác động để tổ chức hội nghị thế này càng cảm thấy đầu óc tê dần, nhưng ngay sau đó hắn vẫn áp chế tất cả cảm giác khó chịu. Vì trước khi ra tay hắn đã tìm hiểu kỹ càng về Đỗ Tiểu Trình. Nhà đầu này không có hậu trường ở thành phố Sơn Viên này. Không có hậu trường,
như vậy Bí Thư Hà muốn gặp mặt nàng, chỉ sợ sẽ là phê bình mà thôi. Lỗ Đạo Pháp vừa an ủi chính mình vừa muốn nhanh chóng bước ra ngoài, hắn muốn xem Bí Thư Hà muốn gặp mặt một nữ cảnh sát giao thông để làm gì. Tiểu Trình, còn không mau đi ra. Đội trưởng Triệu thấy sự việc có chuyển biến theo chiều hướng tốt, vậy là không khỏi lên tiếng nhắc nhở Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình vốn đang ngồi ngây ngốc, đúng lúc này nghe thấy giọng nói của đội trưởng Triệu thì chợt bừng tỉnh. Khi Đỗ Tiểu Trình nghe thấy thư ký Tiểu Triệu nhắc đến tên mình thì trong lòng chợt sinh ra một loại dự cảm, chỉ sợ thư ký Tiểu Triệu kia chạy đến đây có liên quan mật thiết đến chú Vương Tử Quân. Đỗ Tiểu Trình đứng lên, nàng cũng không chần chờ mà đi theo các vị lãnh đạo ra khỏi phòng họp. Khi nàng bước ra khỏi phòng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Ánh sáng mặt trời quá rực rỡ, khi Đỗ Tiểu Trình đi ra khỏi phòng họp thì ánh nắng vàng rực rỡ làm hai mắt khó thích ứng. Khi nàng cảm thấy đã thích ứng được với ánh sáng gay gắt, khi đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy Vương Tử Quân mặc tây trang đứng cách đó không xa đang nở nụ cười sáng lạn như ánh sáng mặt trời với nàng. Lúc này Vương Tử Quân đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, toàn thân giống như được khoác lên một bộ giáp màu vàng óng. Dù biết Vương Tử Quân nhất định sẽ đến, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình cũng nhìn không được mà cảm thấy khóe mắt cay cay, nàng dùng sức hít hít vài hơi, cuối cùng mới có thể áp chế những giọt nước mắt khỏi chảy dài. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Đỗ Tiểu Trình cũng nhìn thấy những người đứng chung quanh hắn. Lúc này Vương Tử Quân cũng giống như đang đứng ở huyện Lô Bắc, hắn đứng ở chính giữa, thật sự giống như sao vây quanh trăng. Hắn vốn là như vậy. Đỗ Tiểu Trình nhìn Vương Tử Quân mà trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng cảm thấy người đàn ông này vốn là như thế, không phải là tên thanh niên đã đi dạo với nàng hơn 2 giờ vào ngày hôm trước. Chào Bí Thư Hà. Ngưu Trấn Nhạc thấy tình cảnh trước mặt thì chợt chấn động, tuy hắn không biết người thanh niên đang được các vị lãnh đạo vây quanh kia là ai, nhưng người có thể ép Bí Thư Hà phải cúi mình cung kính, chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết đó không phải là người bình thường. Hơn nữa người có thể để cho Bí Thư Hà gọi bọn họ đi ra nghênh đón, lại càng không phải là người tầm thường. Người thanh niên kia là ai? Không phải là công tử của vị lãnh đạo nào đấy chứ? Tuy trong lòng lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng Ngưu Trấn Nhạc vẫn bắt chuyện với Hà Đông Quảng trước, sau đó mới mỉm cười với những người khác. Hà Đông Quảng có dáng người tương đồng với Ngưu Trấn Nhạc nhưng lại mập hơn một chút, mái tóc trên cái đầu tròn căng đã không còn quá nhiều. Dù địa phương đã cố gắng giúp đỡ Trung ương nhưng đầu tóc vẫn rất bóng láng, vì thế bộ dạng có chút buồn cười. Nhưng đừng vì hình tượng của Hà Đông Quảng mà khinh thường, vì đây chính là một người nói 102 trong quận Sơn Bắc. Hà Đông Quảng chỉ khẽ gật đầu với Ngưu Trấn Nhạc, sau đó hắn cung kính nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi giới thiệu cho anh, vị này chính là Bí thư Ngưu Trấn Nhạc, là người phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật của quận Sơn Bắc. Hà Đông Quảng vừa nói với Vương Tử Quân vừa quay sang nói với Ngưu Trấn Nhạc. Đây là Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Sơn Nam, Bí thư Vương Tử Quân. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Sơn Nam. Ngưu Trấn Nhạc chợt chấn động, lúc này hắn mới chợt phát hiện Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Sơn Viên là Tiếu Vân Thịnh cũng đứng bên cạnh người thanh niên kia. Tiếu Vân Thịnh còn trẻ mà đã là Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố, cũng xem như phát triển vượt bậc. Nhưng bây giờ đứng bên cạnh Bí thư Vương Tử Quân thì thật sự giống như khoai lang so với giọt sương. Chào Bí thư Vương. Ngưu Trấn Nhạc vừa phỏng đoán nguyên nhân Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh đến đây vừa nhanh chóng duỗi hai tay ra, hắn nhiệt tình bắt tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng duỗi hai tay ra nói. Chào Bí thư Ngưu. Vương Tử Quân nói xong thì nhìn Thôi Thiện Lộ đứng sau lưng của Ngưu Trấn Nhạc, sau đó hắn vươn hai tay ra nói. Bí thư Hà. Nếu tôi đoán không lầm thì vị này chính là Cục trưởng Cục Công an quận Sơn Bắc phải không? Bí thư Vương, anh nói đúng, vị này chính là Cục trưởng Thôi Thiện Lộ của Cục Công an quận Sơn Bắc. Anh ấy là một cán bộ lão thành, đã làm tốt công tác bảo đảm hoàn cảnh trật tự trị an để quận Sơn Bắc yên tâm phát triển kinh tế, công tác không biết mệt mỏi, là một nhân tài khó có được. Hà Đông Quảng đưa mắt nhìn Thôi Thiện Lộ rồi nở nụ cười giới thiệu. Thôi Thiện Lộ chờ Hà Đông Quảng giới thiệu xong thì biết người thanh niên kia chính là vị quan lớn nhất đi đến đây vào lúc này, chính là Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh, có lẽ là cấp phó phòng. Người này là cấp phó nhưng là phó phòng, hơn nữa lại còn quá trẻ, xem như bây giờ đang dừng chân tạm nghỉ một thời gian, chính là một nhân vật tương lai vô lượng. Không kẻ nào mãi mãi nghèo hèn, một vị cán bộ thanh niên như vậy nào không phải có cây lớn dễ sâu. Thôi Thiện Lộ có ý nghĩ như vậy, hắn cũng nhanh chóng duỗi hai tay ra nói. Chào Bí thư Vương, hoan nghênh Bí thư Vương đến Cục Công an quận Sơn Bắc chỉ đạo công tác.
chỉ đạo công tác thì không dám nhận, cục trưởng thôi, hôm nay tôi chịu sự ủy thác của đoàn thanh niên tỉnh, tôi đến để cảm tạ anh. Cảm ơn anh đã bồi dưỡng một đồng chí cảnh sát quá ưu tú như vậy, đồng chí Đỗ Tiểu Trình là một cảnh sát chấp pháp vì dân, chính là một tấm gương sáng ngời cho tất cả đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Vương Tử Quân bắt chặt tay Thôi Thiện Lộ rồi mỉm cười nói. Cái gì, Đỗ Tiểu Trình chấp pháp vì dân, tạo ra tấm gương sáng ngời cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Câu này là ai nói? Vừa rồi bọn họ còn tổ chức đại hội phê bình Đỗ Tiểu Trình, coi như làm kiểm điểm trên đại hội toàn thể của Cục Công an, bây giờ sao lại là tấm gương sáng? Đây là có chuyện gì? Thôi Thiện Lộ dù là một cảnh sát lão thành cũng cảm thấy thật sự khó thể hiểu được, đây là chuyện gì thế này? Lúc này không phải chỉ có một mình Thôi Thiện Lộ bị chặn đường cướp của, ngay cả Ngưu Trấn Nhạc đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Ngưu Trấn Nhạc trước đó đã đọc qua bản thảo để phát biểu trong hội nghị phê bình của Cục Công an vô số lần, đã sớm sắp đặt tốt cách xử lý Đỗ Tiểu Trình, nhưng bây giờ hắn nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì đầu óc giống như đông cứng. Có phải có sai lầm gì không? Lúc này Ngưu Trấn Nhạc thật sự khó thể áp chế cảm giác kinh hoàng và nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình thì thấy gương mặt bình tĩnh của Hà Đông Quảng, rõ ràng anh Hà đã biết chuyện gì xảy ra. Nếu nói người sợ hãi nhất lúc này chính là Lỗ Đạo Pháp, hắn cảm thấy trái tim mình đập lên rối loạn, khi thấy vị bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân kia, hắn sinh ra cảm giác quen quen, giống như đã từng gặp mặt ở đâu đó. Khi Vương Tử Quân mở miệng thì Lỗ Đạo Pháp chợt nhớ đối phương là ai. Hôm qua Đỗ Tiểu Trình rời khỏi khu văn phòng ủy ban kỷ luật thì người thanh niên này từng xuất hiện. Bây giờ lại biến thành bí thư đoàn thanh niên tỉnh Sơn Nam, điều này làm cho Lỗ Đạo Pháp sinh ra cảm giác hoảng sợ, chỉ sợ lần này mình đã trúng cửa sắt rồi. Cục trưởng thôi, cục công an của các anh thật sự làm cho đoàn thanh niên thành phố Sơn Viên được thơm lây, đồng chí Đỗ Tiểu Trình được đoàn thanh niên tỉnh bầu làm đoàn viên vĩ đại của tỉnh. Vì vậy đoàn thanh niên thành phố Sơn Viên quyết định cho ra hoạt động học tập theo tấm gương của đồng chí Đỗ Tiểu Trình, hiệu triệu tất cả cán bộ đoàn viên thanh niên lấy đồng chí Đỗ Tiểu Trình làm tấm gương. Cần phải công tác vì dân, lo nghĩ cho nhân dân, phát huy bầu không khí tốt đẹp trong xã hội. Bí thư đoàn thanh niên thành phố Sơn Viên là Tiếu Vân Thịnh dùng giọng tràn đầy nụ cười bắt tay Thôi Thiện Lộ, sau đó lại lớn tiếng tán dương. Đỗ Tiểu Trình nghe được câu nói tán dương của bí thư Tiếu Vân Thịnh, thế là không tự chủ được phải quay sang nhìn Lỗ Đạo Pháp. Lúc này bí thư Lỗ thật sự có chút mơ màng, cơ thể mập mạp giống như có vẻ lay động. Bẽ mặt, đây không phải như một cái tát lên mặt Lỗ Đạo Pháp sao? Chính là Vương Tử Quân đứng trước mặt mọi người vì mình mà cho Lỗ Đạo Pháp một tát, không những làm cho Lỗ Đạo Pháp mất hết thể diện, còn làm cho bí thư Ngưu Trấn Nhạc rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ. Đỗ Tiểu Trình cũng đã từng nghĩ xem Vương Tử Quân sẽ dùng biện pháp gì để giúp đỡ mình, thế nhưng nàng cũng không ngờ hắn ra tay sắc bén như vậy, chỉ sợ sau sự kiện này thì con đường làm quan của Lỗ Đạo Pháp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng chí Đỗ Tiểu Trình, chúng ta lại gặp mặt, lần trước nếu không có cô chạy xe mở đường. Chị công nhân bị bệnh kia cũng không được cứu chữa kịp thời, khi tôi đến đây thì chị ấy còn gửi lời cảm ơn đến cô. Vương Tử Quân khẽ xòe tay ra rồi mỉm cười nói với Đỗ Tiểu Trình. Đỗ Tiểu Trình thấy Vương Tử Quân vươn tay ra rất ngông nghênh thì trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lúc này nàng chỉ có thể nghiêng trang vươn tay ra bắt lấy bàn tay của hắn mà thôi. Vương Tử Quân cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhắn nghịch ngợm của Đỗ Tiểu Trình đang lay động trong bàn tay mình. Sau đó hắn nhanh chóng buông tay nàng ra, ánh mắt chuyển sang Hà Đông Quảng. Bí thư Hà, tôi thấy các anh hình như đang tổ chức hội nghị thì phải, như vậy thì tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này để trao bằng khen của đoàn thanh niên tỉnh cho đồng chí Đỗ Tiểu Trình. Lúc này trao bằng khen cho Đỗ Tiểu Trình, đây không phải là đánh thẳng vào mặt mình sao? Lỗ Đạo Pháp nghĩ đến những lời phê bình của mình với Đỗ Tiểu Trình trên hội nghị, trong lòng chợt cảm thấy lạnh như băng. Hắn trông mong Hà Đông Quảng sẽ không đồng ý. Nhưng lời nói của Hà Đông Quảng đã nhanh chóng làm cho hắn cảm thấy nản lòng. Bí thư Vương, lời đề nghị của anh thật sự trùng hợp với tiếng lòng của chúng tôi. Tôi là bí thư quận ủy, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì cục công an trong quận của mình có một vị cán bộ tốt đẹp như vậy. Có sự giúp đỡ của đoàn thanh niên tỉnh, tôi tin chắc trong hàng ngũ cán bộ quận Sơn Bắc sẽ xuất hiện ngày càng nhiều người giống như đồng chí Đỗ Tiểu Trình. Hà Đông Quảng là một vị bí thư có kinh nghiệm phong phú. Hắn vừa bày tỏ thái độ của mình vừa tỏ ra nể mặt Vương Tử Quân. Sau đó hắn vung tay mời mọi người đi vào trong phòng họp. Chương 373 bố cục quyết định kết cục. Lúc này có thể nói có người mừng có kẻ lo, Thôi Thiện Lộ là cục trưởng cục công an tất nhiên sẽ cảm thấy rất vui, dù thế nào thì khen ngợi cũng tốt hơn phê bình rất nhiều.
Hơn nữa sự kiện liên quan đến Đỗ Tiểu Trình cũng được định tính rõ ràng, chính là chạy xe cảnh sát mở đường cho xe tải chở người bệnh, không phải là lạm dụng chức quyền như lời nói của Lỗ Đạo Pháp. Là đoàn viên vĩ đại của tỉnh Sơn Nam, đây là danh hiệu rất tốt. Nếu so sánh với tâm tình vui sướng của Thôi Thiện Lộ, lúc này vẻ mặt và tâm tình của đám phó cục trưởng và chính ủy cục công an cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn cho kỹ đi, lần này Đỗ Tiểu Trình chắc chắn sẽ gặp phải xui xẻo, biết đâu còn bị khai trừ nữa là khác. Chị Lan ngồi giữa đám nữ cảnh sát rồi khẽ lên tiếng phân tích, lúc này những nữ cảnh sát ngồi chung quanh thật sự là nghe ngóng say sưa. Nếu như chỉ là bí thư Ngưu thì có lẽ chỉ là giáo dục phê bình mà thôi, mọi người xem, bây giờ bí thư Hà cũng đến, huy động nhân lực như vậy thì Đỗ Tiểu Trình sẽ có kết cục tốt sao? Chị Lan, chị cũng đừng nói mò như vậy, đơn vị sẽ xử lý sự kiện của Tiểu Trình, mọi người tốt xấu gì cũng là đồng sự của nhau, chị cần gì phải nói như vậy chứ? Tiểu Mạc thật sự nghe khó lọt tai, bây giờ đứng ra cản lời chị Lan. Ôi, này Tiểu Mạc, chị Lan cũng đâu có nói cậu đâu chứ? Cậu không phải đang gãi không trúng chỗ ngứa sao? Cậu kích động cái gì? Nổi giận với tôi làm gì? Chút nữa lãnh đạo sẽ đến, chỉ cần nghe lãnh đạo nói thế nào là biết ngay thôi, đúng là. Chị Lan dùng giọng bất mãn châm chọc Tiểu Mạc vài câu, sau đó nàng nhìn thấy đám người Vương Tử Quân đang đi vào thông qua cửa sổ, thế là giọng điệu càng cay nghiệt hơn vài phần. Khi đám lãnh đạo lên đài chủ tịch theo đúng thứ tự, bầu không khí vốn lộn xộn đã nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Gương mặt mập mạp của bí thư đảng ủy Hà Đông Quảng càng làm cho đám cảnh sát nhân dân cảm thấy rung động. Ngay cả bí thư quận ủy cũng tự mình đến đây, điều này chứng tỏ hội nghị chỉnh đốn tư tưởng tác phong này cũng có cấp bậc không thấp. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngồi bên cạnh đội trưởng Triệu đội cảnh sát giao thông, hắn khẽ vỗ vỗ lên vai của đội trưởng Triệu, sau đó khẽ lên tiếng an ủi. Anh cũng đừng quá đau buồn. Đội trưởng Triệu cũng thật sự cảm thấy chết lặng vì lời nói an ủi của đối phương. Hắn nghĩ đến hậu quả mà mình có khả năng phải gánh chịu, thế là vội vàng sắp xếp lại lời nói để chút nữa tỏ thái độ, ôi, dù sao cũng phải kết thúc như vậy. Các đồng chí, tôi thật sự vui mừng nói cho mọi người biết, hôm nay Phó Bí Thư Vương của Đoàn Thanh Niên tỉnh và Bí Thư Tiếu của Đoàn Thanh Niên thành phố Sơn Viên đến quận Sơn Bắc chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng hai vị lãnh đạo. Hà Đông Quảng đứng lên nói, sau đó bắt đầu vỗ tay hoan nghênh Vương Tử Quân và Tiếu Vận Thịnh. Đám cảnh sát nhân dân bên dưới đang thầm suy đoán xem người là cho bí thư Hà Đông Quảng phải ngồi sang một bên là ai, lúc này nghe nói hai người kia chính là lãnh đạo đoàn thanh niên cấp tỉnh và thành phố thế là vỗ tay vang trời, đồng thời ai cũng thầm giật mình, vị phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh kia thật sự còn quá trẻ. Lần này bí thư Vương và bí thư Tiếu đến là vinh hạnh cho quận Sơn Bắc chúng ta. Hai vị lãnh đạo hạ giá cũng không phải vì một bí thư quận ủy như tôi, cũng không phải vì đồng chí cục trưởng thôi. Mà là vì một vị cảnh sát nhân dân chấp pháp vì dân. Bây giờ mời đồng chí bí thư tỉnh Đoàn Vương Tử Quân phát bằng khen cho đồng chí Đỗ Tiểu Trình. Hà Đông Quảng nói xong thì bắt đầu vỗ tay. Cái gì, phát bằng khen cho Đỗ Tiểu Trình, có lộn chỗ không vậy? Đám cảnh sát bên dưới chợt trợn mắt há mồm, nếu như không phải lãnh đạo vừa nói vừa vỗ tay thì hai tay của bọn họ cũng không đập vào nhau, chỉ sợ lời nói của lãnh đạo sẽ khó tiếp nhận hành động tương ứng. Khi Vương Tử Quân ở huyện Lô Bắc tất nhiên đã nhiều lần phát biểu trong đủ mọi loại hội nghị, lúc này tất nhiên hắn sẽ không chút luống cuống, hắn nhanh chóng xuất khẩu thành thơ. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi được ngồi đây và cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vì chấp pháp vì dân chính là một trong những lý niệm pháp chế của chính quyền, của quốc gia, thật sự chứng thực lý niệm này chính là sự cố gắng chung của tất cả cán bộ cơ sở chúng ta. Sau khi đồng chí Đỗ Tiểu Trình phát hiện có người bệnh trên xe tải thì chủ động chạy xe mở đường. Điều này phản ánh tác phong của cán bộ trẻ trong thời đại đổi mới hoàn toàn có thể vượt qua thử thách. Vương Tử Quân nói chuyện khá lớn, hắn giải thích rõ ràng những gì xảy ra với Đỗ Tiểu Trình. Sau khi đám cảnh sát ngồi nơi đây biết rõ sự việc, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Tiểu Trình tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân tuyên bố trao tặng Đỗ Tiểu Trình bằng khen đoàn viên ưu tú của tỉnh, càng làm cho nhiều người cảm thấy hai mắt bỏng rát. Lúc này càng nhiều người đưa mắt nhìn lên tấm biểu ngữ với nội dung chỉnh đốn tác phong tư tưởng, tiện đà đưa mắt nhìn lên người Lỗ Đạo Pháp. Lúc này Lỗ Đạo Pháp có thể nói là cực kỳ cẩn trọng, tình cảnh trước mắt làm cho hắn ý thức được trò mượn cơ hội trả thù của mình đã biến hay thành dở, mình bị đối phương cho một tát trước mặt biết bao người. Một tát này thật sự quá mạnh, quá đau. Lỗ Đạo Pháp nhìn Vương Tử Quân chậm rãi lên tiếng và gương mặt xinh tươi như hoa của Đỗ Tiểu Trình, hắn chợt hiểu rõ đây rõ ràng là một âm mưu. Nếu như ngày hôm qua gặp mặt và bí thư Vương kia đứng ra giải thích vài lời,
chính mình sẽ nể mặt đối phương. Nhưng đối phương lại cố gắng nén giận, mãi đến hôm nay mới đột nhiên ra tay cho mình một cái tát thật mạnh. Mình đúng là quá ngu ngốc, sao lại không chịu nghe lời giải thích của Đỗ Tiểu Trình. Nếu để người ta đi điều tra rõ ràng sự việc, cũng không phải sẽ xuất hiện một con rồng đen sao. Lỗ Đạo Pháp nghĩ như vậy và thầm hối hận cuống quýt, hắn thật sự quên cả Đỗ Tiểu Trình, cũng không phải vì nàng dùng xe cảnh sát mở đường, chính là vì nàng đã yêu cầu kiểm tra xe và bắt hắn đóng phạt. Sau khi Hà Đông Quảng lên tiếng yêu cầu các cán bộ đoàn viên nên noi gương học tập Đỗ Tiểu Trình thì hội nghị cuối cùng cũng kết thúc, các vị lãnh đạo lục tục đi ra khỏi phòng họp. Vương Tử Quân bắt tay với Hà Đông Quảng và Đỗ Tiểu Trình rồi rời khỏi Cục Công an quận Sơn Bắc. Bí thư Hà, anh xem, việc này. Ngưu Trấn Nhạc nhìn nụ cười sáng lạn của Hà Đông Quảng thì không khỏi đi đến, bây giờ hắn cảm thấy đầu mình nở lớn ra, sự việc này làm cho áp lực của hắn tăng lên gấp bội. Không cần phải nói, đồng chí Trấn Nhạc, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời hợp lý, chẳng lẽ ủy ban kỷ luật phá án chăm chú là thế này sao? Đúng là không ra gì. Hà Đông Quảng vừa rồi còn cười tươi hớn hở nhưng đột nhiên biến thành lạnh lẽo như băng chỉ sau chớp mắt, hắn nói hai câu thật sự rất hung hăng với Ngưu Trấn Nhạc, sau đó trực tiếp leo lên xe rồi chạy đi như bay. Lỗ Đạo Pháp thấy Hà Đông Quảng lớn tiếng mắng Ngưu Trấn Nhạc thì càng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn muốn nói vài lời kiểm điểm với bí thư Ngưu, không ngờ Ngưu Trấn Nhạc căn bản không cho hắn thời gian, chỉ nhìn hắn một lúc lâu không nói một lời, sau đó mới lạnh lùng nói ra một câu. Anh đi theo tôi. Có câu khách đi thì chủ cũng an tâm, khi các vị lãnh đạo rời đi thì đám lãnh đạo Cục Công an thật sự là vui cười hớn hở, bây giờ mây đen đã tản đi sạch, hội nghị phê bình biến thành khen ngợi, vở hài kịch kia đã xong, bầu không khí trầm lắng và đè nén cũng không còn. Lúc này Đỗ Tiểu Trình là người trong cuộc, càng là mâm bánh trái với các vị lãnh đạo trong Cục Công an. Không đợi lãnh đạo của đội cảnh sát giao thông nói chuyện xong, Cục trưởng đã cho mời Đỗ Tiểu Trình đến gặp mặt. Nàng vốn định chạy theo Vương Tử Quân. Nhưng lúc này đành phải đi vào phòng làm việc của cục trưởng dưới ánh mắt hâm mộ của đồng sự. Chủ nhiệm Lâm, theo lời của anh, như vậy không phải là bỏ đói công nhân chúng tôi sao? Anh làm lãnh đạo, sao lại nói ra những lời như vậy được? Một vị công nhân hơn 40 tuổi thật sự có chút xúc động, hắn tức giận chất vấn Lâm Thụ Cường. Trác Nhi Long, anh có thái độ gì vậy? Chủ nhiệm Lâm đến nói chuyện với mọi người, đó chính là lo lắng cho mọi người, nghĩ đến vấn đề của mọi người. Tìm phương pháp giải quyết vấn đề cho chúng ta, bây giờ anh đứng đây la ó, nổi giận, anh muốn làm gì chủ nhiệm Lâm? Giám đốc Hạ Quang Khải của nhà máy in chính là một hộ vệ trung thành nhất của chủ nhiệm Lâm Thụ Cường, hắn lên tiếng có vẻ rất trượng nghĩa. Nhưng dù hắn có uy tín rất cao, dù hắn có nói tốt cho Lâm Thụ Cường thế nào thì cũng không ngăn được đám công nhân dùng nước bọt làm công cụ tấn công. Tôi đây cũng không phải đến đây giải quyết tình hình thực tế của mỗi nhà, chỉ cần tư tưởng không có vấn đề. Như vậy sẽ luôn tìm được biện pháp. Lâm Thụ Cường biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải là biện pháp hay, thế là vội vàng dùng giọng chân thành nói. Hừ, nói còn dễ hơn hát, cái gì mà tư tưởng không có vấn đề. Tôi bây giờ còn không có cái ăn, ngày ba bữa còn lo chưa xong, anh nói tôi hát quốc ca thì có thể ấm lòng, có thể no bụng cả nhà được sao? Tôi cũng có ý nghĩ cao thượng, cũng muốn đề cao tư tưởng, thế nhưng dù là như vậy cũng không là tôi có thêm sức lực. Người ta đã đói đến chết rồi. Trác Nhi Long cũng dùng giọng không khách khí chen vào một câu. Nửa giờ sau nhóm ba người Lâm Thụ Cường mới đi ra khỏi nhà Trác Nhi Long, cả đám thật sự cảm thấy rất khó chịu. Tiểu Tả đi theo sau lưng Lâm Thụ Cường không nhịn được dùng giọng ai oán nói. Chủ nhiệm Lâm, lũ này chúng ta còn chưa đi khảo sát được 1/3 số công nhân, nếu một tuần mà chúng ta không hoàn thành thì cũng xem như xong đời. Lúc này Lâm Thụ Cường chợt cảm thấy bụng sôi lên. Hắn hiểu rất rõ đây là biện pháp để Vương Tử Quân ép lên đầu mình. Nhưng quan lớn hơn một cấp có thể ép chết người, bây giờ mình chỉ có thể hoàn thành công tác mà thôi. Mệt chết người sao? Nếu sợ mệt thì cứ đi đi, đi xem các vị công nhân kia, rồi nhìn lại chính mình, đây là thái độ của một nhân viên công tác sao? Lâm Thụ Cường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Tả, sau đó dùng giọng nghiêm nghị khiển trách. Tiểu Tả là một tâm phúc của Lâm Thụ Cường, rất ít khi bị Lâm Thụ Cường răn dạy như vậy. Hôm nay lại bị Lâm Thụ Cường nổi giận mắng mỏ không chút lý do, điều này nói rõ tâm tình của lãnh đạo thật sự không vui. Thế là Tiểu Tả cũng không dám nói gì hơn, chỉ vâng lời tiếp nhận lời phê bình của Lâm Thụ Cường. Hạ Quang Khải là giám đốc nhà máy in, hắn chờ Lâm Thụ Cường phát tiết xong thì mới mở lời khuyên giải. Chủ nhiệm Lâm, mong anh bớt giận, Tiểu Tả còn trẻ,
Bây giờ công tác gặp chút khó khăn thì sinh ra cảm giác sợ hãi cũng có thể hiểu được. Lâm Thụ Cường đang chờ một bậc thang cho mình, vì Tiểu Tả là người tâm phúc của hắn, bây giờ cùng mình chống lại Vương Tử Quân, vào đúng thời điểm này nếu Tiểu Tả mà rời khỏi mình thì cũng không có gì là tốt. Tôi biết rõ công tác khó khăn, thế nhưng càng khó khăn thì càng phải tiến lên nghênh đón, đây mới là thời điểm mà tổ chức khảo nghiệm chúng ta. Lâm Thụ Cường dùng lời thấm thía nói, sau đó tranh thủ thời gian cho chính mình và thuộc hạ một đường lui. Nếu như không biết Lâm Thụ Cường là hạng người gì thì Tiểu Tả sẽ tin tưởng vài phần, thế nhưng hắn theo Lâm Thụ Cường nhiều năm, chỉ cần chủ nhiệm Lâm vểnh mông lên là hắn biết sắp có thứ gì được cho ra ngoài, còn biết rõ hơn Hạ Quang Khải rất nhiều. Tuy thật sự không cam lòng nhưng Tiểu Tả hiểu rất rõ tình huống trước mắt không thể đắc tội với Lâm Thụ Cường, thế là hắn vội vàng nở nụ cười nói. Chủ nhiệm Lâm, người nào không biết ngài là người giỏi bao che cho con cái, tôi chỉ dám bịa chuyện trước mặt anh, khi đến trước mặt các vị lãnh đạo khác thì tôi nào dám mở miệng như vậy. Anh cũng đừng quá quan tâm, chẳng qua tôi có chút sợ ý mà thôi. Lâm Thụ Cường khẽ gật đầu, vẻ mặt càng giãn ra khá nhiều, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng rất bức bối, càng thêm tức giận. Lần này hắn đến từng nhà khảo sát, người nào cũng trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, mỗi ngày nghe người ta mắng chửi là điều khó tránh khỏi, nhưng mỗi ngày phải áp chế cơn giận làm cho hắn càng ngày càng gắt gỏng cáu kỉnh. Lâm Thụ Cường nghĩ đến tình huống mình công tác ở văn phòng tỉnh đoàn, vận chuyển phối hợp cực kỳ thành thạo, nào từng rơi vào những tình huống nén giận thế này. Thế là hắn nghĩ đến Vương Tử Quân, hai hàm răng không khỏi cắn vào nhau nghe canh cách, vẻ mặt không che giấu được ý nghĩ ác độc. Tút, tút, tút. Chuông điện thoại vang lên trong cặp của Lâm Thụ Cường, hắn lấy điện thoại ra xem, sau khi nhìn lướt qua dãy số thì nghe máy. Gọi điện thoại đến là một tâm phúc khác của Lâm Thụ Cường ở lại trong văn phòng tỉnh đoàn, hắn nói lộ ra một tin tức, đó là sắp tới Âu Dương Dương đến Bắc Kinh tham dự hội nghị, đi theo lãnh đạo ngoài Trung Địch Hồng còn có phó chủ nhiệm Thái Nguyên Nhượng. Đi công tác với lãnh đạo chính là cơ hội cực tốt để liên lạc cảm tình, không ngờ mình vừa rời khỏi văn phòng tỉnh đoàn thì tên khốn Thái Nguyên Nhượng kia đã chạy đến bên cạnh bí thư Âu Dương Dương nhanh như vậy, hơn nữa biểu hiện lại không thể chờ đợi được như thế. Phải biết rằng trước kia Âu Dương Dương dù đi đâu thì bên cạnh ngoài thư ký Trung Địch Hồng thì người còn lại chính là Lâm Thụ Cường hắn, nhưng bây giờ thì tốt, tên khốn Thái Nguyên Nhượng đã tiến lên thế chân hắn. Thái Nguyên Nhượng là người có dã tâm, cũng là một kẻ không cam lòng. Nhưng lúc bình thường vì không có cơ hội nên chỉ có thể ẩn nhẫn bất động. Lâm Thụ Cường là chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, tất nhiên hắn biết rõ điều này. Chương 374, thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân. Lâm Thụ Cường hiểu rõ trợ thủ của mình là người thế nào, vì vậy luôn có đề phòng. Bây giờ mình phải chạy ra ngoài, phải rơi vào tình huống bất đắc dĩ, không ngờ tên khốn kia ở lại thì nhanh chóng chui vào chỗ trống. Nếu như mình hoàn thành nhiệm vụ khảo sát lần này, như vậy mỗi ngày phải tốn biết bao nhiêu nước miếng, mệt mỏi miệng đắng lưỡi khô, kết quả là vị trí không gì thay đổi, chẳng có gì khá hơn. Lâm Thụ Cường thầm suy xét các hậu quả có thể phát sinh, thế là trong lòng khó chịu như mèo cào. Hừ, tranh thủ thời gian gõ cửa đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Thụ Cường thấy bộ dạng thờ ơ của Tiểu Tả, thế là hắn không nhịn được phải lên tiếng. Chủ nhiệm Lâm, nhà này không cần khảo sát. Vì nhà hàng xóm ở bên dưới có nói gia chủ đã nhập viện, còn đang ở trong bệnh viện. Tiểu Tả nói đến đây thì thở dài nói. Con bà nó, thật sự là Diêm Vương không chê quỷ gầy, người này vừa mất việc lại sinh bệnh, lấy đâu ra tiền mà thuốc men. Lời nói của Tiểu Tả làm cho Lâm Thụ Cường khẽ động, hắn giống như nghĩ đến vấn đề gì đó, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã nhanh chóng biến mất. Hắn vỗ vỗ đầu, thật sự không tìm ra được ý nghĩ nào khác. Thế là đứng ngây người nửa phút mới đi theo Tiểu Tả đến một căn hộ khác. Hơn một giờ trôi qua, cuối cùng Lâm Thụ Cường mới thăm viếng xong tất cả các hộ gia đình trú ngụ ở hành lang này. Hắn cảm thấy cổ họng của mình nhanh chóng bốc khói, cũng không phải là đám công nhân không rót nước cho hắn. Căn bản là hắn nhìn ly nước dính đầy dầu mỡ mà thật sự không dám uống, chỉ thấy buồn nôn mà thôi. Ít nhất cũng phải cho ra một lon nước giải khát chứ. Lâm Thụ Cường thầm oán hận một câu như vậy. Sau đó hắn nhanh chóng bước xuống lầu. Khi bọn họ xuống lầu thì vừa vặn gặp một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Cô gái này có chút tiểu tụy nhưng vẻ thanh xuân bừng bừng sức sống là khó thể che giấu được. Hạ Quang Khải thấy cô gái thì trên mặt lộ ra chút áy náy, hắn vội vàng dùng giọng ân cần hỏi. Dung Dung, mẹ cháu thế nào rồi, đã khá hơn chưa? Đã khá hơn rồi, cảm ơn bác Hạ đã quan tâm. Cô gái thấy Hạ Quang Khải thì vội vàng đáp. Sau đó nàng có chút do dự,
sau đó cố lấy hết dũng khí nhìn Hạ Quang Khải nói. Bác Hạ, tiền thuốc men của mẹ cháu, bác xem, khi nào thì có thể. Vẻ mặt Hạ Quang Khải thật sự có chút khó khăn, nhưng lúc này hắn đối mặt với Dung Dung thì cũng không đành lòng. Dung Dung, cháu cũng biết tình huống trong nhà máy rồi đấy, bác Hạ cũng không có biện pháp nào khác. Dung Dung cũng không nói thêm điều gì, nàng rất thất vọng, nước mắt cũng không khỏi chảy tràn trên mặt. Hạ Quang Khải nhìn vẻ đáng thương của Dung Dung, hắn khẽ thở dài một hơi thật nặng nề, sau đó đưa tay vào túi lấy vài chục đồng nhét cả vào tay Dung Dung. Bác Hạ năng lực có hạn, chỉ có chút tiền thế này, cháu cầm lấy mua vài món ngon cho mẹ bồi dưỡng. Dung Dung nhìn Hạ Quang Khải đưa tiền đến thì lắc đầu, sau đó rụt tay về, nói gì cũng không chịu nhận tiền của Hạ Quang Khải. Lâm Thụ Cường nhìn cô gái có vẻ ngoài mềm yếu nhưng trong lòng kiên cường trước mặt, trong lòng cũng có chút cảm khái, nhưng vẻ cảm khái trong mắt đã nhanh chóng biến mất, một ý nghĩ khác lạ lại bùng lên trong lòng. Giám đốc Hạ, cô gái này làm sao vậy? Lâm Thụ Cường trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Hạ Quang Khải. Hạ Quang Khải đưa tiền nhưng Dung Dung sống chết cũng không nhận, lúc này hắn nghe thấy Lâm Thụ Cường hỏi thì tranh thủ trả lời. Nhà đầu này tên là Dung Dung. Mẹ của nó là một nhân công trong xưởng, bây giờ bị bệnh thì khó thể tìm đâu ra được tiền thuốc men. Hạ Quang Khải nói đến đây thì cắn răng dùng giọng thỉnh cầu nói. Chủ nhiệm Lâm, anh xem tỉnh đoàn có thể trợ giúp một chút được không? Tốt xấu gì nhà máy in của chúng tôi cũng là xí nghiệp trực thuộc tỉnh đoàn, đoàn thanh niên tỉnh chính là mẹ đẻ của chúng tôi, bây giờ cũng nên lo lắng cho con cháu đang khổ sở đói kém một chút. Dung Dung nghe xong lời nói của Hạ Quang Khải thì hai mắt tràn đầy hy vọng. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Thụ Cường, chờ đợi đối phương lên tiếng. Nếu như không phải đang vui vẻ vì ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì sợ rằng Lâm Thụ Cường dù thế nào cũng phải dạy bảo cho Hạ Quang Khải về cái tội dám ném ra một vấn đề quá khó khăn cho mình. Nhưng lúc này trong lòng hắn có ý đồ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Ngược lại hắn còn cảm thấy vui vẻ vì lời đề nghị liều lĩnh của Hạ Quang Khải, rõ ràng là mình đang ngủ gật thì rõ người đưa gối đến kê đầu. Lâm Thụ Cường nghĩ đến đây thì thở dài một hơi nói. Giám đốc Hạ, tôi thật sự rất đồng tình với tình huống anh vừa phản ánh, cũng cố tình muốn giúp đỡ một chút, nhưng tôi cũng bất đắc dĩ vì không đủ lực. Tôi là một chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, nhìn qua thì có vẻ là rất có quyền, thực chất nói đến tiền thì tôi cũng chẳng thể chen vào. Lâm Thụ Cường nói có thật có giả, nhưng lúc này dù là Hạ Quang Khải hay Dung Dung cũng đều phải rửa tai lắng nghe. Chủ nhiệm Lâm, tôi đã biết ngài nhiều năm. Anh là người quen mặt mềm lòng, ai mà không biết anh là Tâm Phúc bên cạnh bí thư Âu Dương. Anh nói một câu thật sự bằng người khác nói 10 câu, hôm nay tôi lên tiếng cho cô gái này, xem như ngài bỏ ra chút lực tìm chút tiền phí chữa bệnh cho mẹ của nó. Lâm Thụ Cường nhìn lướt qua Hạ Quang Khải, sau đó ánh mắt rơi lên mặt Dung Dung. Hắn thở dài nặng nề rồi dùng giọng không thể làm gì được nói. Nói ra thì cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng tôi cũng có chỗ khó của mình. Giám đốc Hạ không biết đấy thôi, có một vị phó bí thư Vương vừa đến nhận chức ở tỉnh đoàn, chuyện nhà máy in đều do anh ấy phụ trách, tôi cũng không thể nói cho rõ với bí thư Vương được. Ý của anh là ngoài bí thư Vương gật đầu thì sẽ không còn biện pháp nào khác sao? Hạ Quang Khải tất nhiên biết rõ bí thư Vương là ai, cũng biết vì sao Lâm Thụ Cường lại đi đến nơi này cùng mình khảo sát công nhân nhà máy in, đó là vì bí thư Vương tự mình chỉ điểm Lâm Thụ Cường. Nhưng sự việc đã đến nước này thì hắn vẫn không từ bỏ ý định. Lâm Thụ Cường không nói gì thêm, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Tả, sau đó chớp mắt vài cái để ra hiệu. Khi thấy ánh mắt ra hiệu của Lâm Thụ Cường thì Tiểu Tả thầm hiểu vấn đề, trong lòng tuy có chút không vui vì mình phải đứng ra phối hợp, thế nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Thụ Cường thì hắn cũng vẫn phải gắng gượng lên tiếng. Cũng không phải không có cách, chỉ là điều này phải xem các vị có chịu áp dụng phương án trả bất cứ cái giá nào không. Trước tiên tôi hỏi các anh, lãnh đạo sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là các anh kêu oan vượt cấp, bây giờ đang thực hiện phương án một phiếu phủ quyết, phía dưới làm ầm ĩ thì lãnh đạo sẽ ngồi không yên. Bây giờ tỉnh đoàn vì sao phái chúng tôi đi điều tra, không phải vì sợ các vị tiếp tục biểu tình và đi kêu oan gây phiền sao? Không phải để chúng tôi làm các vị thêm an tâm sao? Tiểu Tả lên tiếng làm cho hai mắt Hạ Quang Khải chợt sáng ngời, lúc này Dung Dung cũng mím chặt miệng, nàng khẽ cắn răng lại với nhau. Ôi, sao cậu lại nói trắng ra như vậy? Lâm Thụ Cường vỗ vào vai Tiểu Tả rồi dùng giọng trách cứ nói. Cậu xem, cậu là nhân viên công tác của tỉnh đoàn, cậu cần phải bảo trì hành động nhất trí với ý chỉ của lãnh đạo, cậu nói như vậy thì còn ra gì? Nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng, đi thôi,
nên tranh thủ thời gian tiếp tục công tác. Hai người Lâm Thụ Cường kẻ đấm người xoa, sau đó cùng nhau đi xuống bên dưới. Hạ Quang Khải dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người Lâm Thụ Cường, sau đó lại nhìn Dung Dung rồi dùng giọng không đành lòng an ủi. Dung Dung, cháu đừng quá nôn nóng, để chú quay về nghĩ biện pháp xem thế nào. Khi Hạ Quang Khải rời đi thì hành lang vắng lặng như tờ, Dung Dung đứng ở đầu cầu thang mà cảm thấy cơ thể giống như đang dần hư thoát. Nhưng một câu nói vừa rồi của tiểu tả thật sự còn văng vẳng bên tai của nàng, trong lòng có một âm thanh đang khuyến khích nàng, đi, mình nhất định phải tranh thủ tiền thuốc men cho mẹ. Dung Dung đột nhiên kinh hoàng vì ý nghĩ của mình, nàng chợt đứng sững sờ, cũng không nhớ là mình đã về đến nhà. Khi nàng đang thầm kiêu ngạo vì cũng có lúc mình là trụ cột trong nhà thì tiếng bước chân khẽ vang lên từ đầu cầu thang. Dung Dung nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì trong lòng khẽ động, nàng định đi lên lầu nhưng không tự chủ được phải dừng lại nhìn xuống bên dưới bằng ánh mắt chờ mong. Là hắn, khi hình bóng kia trùng hợp với hình bóng mà Dung Dung đang chờ đợi thì trái tim chợt đập rộn lên. Vài ngày nay nàng luôn muốn gặp hắn, càng nghĩ rằng gặp hắn sẽ nói những gì, nhưng hôm nay thật sự gặp mặt thì nàng lại cảm thấy miệng lưỡi khô cứng, thật sự không thể mở miệng. Vương Tử Quân cũng không biết có người đang chờ mình. Hắn cất bước lên lầu mà trong lòng luôn nghĩ về tình huống của nhà máy in, cũng không quan tâm đến những thứ khác ở chung quanh. Đúng lúc hắn định mở cửa phòng, chợt thấy có người đang nhìn mình. Dung Dung, sao em lại ở chỗ này? Vương Tử Quân thấy bộ dạng tiều tụy của Dung Dung, thế là hắn không nhịn được phải trầm giọng kêu lên. Nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì Dung Dung cảm thấy khoảnh khắc này toàn thân mình được thả lỏng, nàng khẽ dùng tay vuốt tóc mình, sau đó khẽ nói. Chú! Đại ca, chào anh. Vương Tử Quân nhìn một cô gái tràn đầy thanh xuân lại biến thành bộ dạng như vậy, thế là thầm thở dài một hơi. Con cái nhà nghèo thường phải làm việc kham khổ, rất biết nghe lời, nhưng trong đó lại mang theo nhiều phần bất đắc dĩ. Dung Dung, bệnh tình của mẹ em đã khá hơn chưa? Vương Tử Quân nở nụ cười với Dung Dung rồi khẽ hỏi. Đã khá hơn rồi, cảm ơn chú. Đại ca, Dung Dung vẫn khá bối rối trong cách xưng hô với Vương Tử Quân. Dung Dung cúi đầu ngượng ngùng làm cho Vương Tử Quân sinh ra chút cảm giác không đành lòng, hắn đi về phía trước vài bước, sau đó vỗ vỗ lên đầu cô gái rồi nói. Dung Dung, cũng đừng gò bó như vậy, anh họ Vương, cứ gọi anh Vương là được. Vâng, anh Vương, cảm ơn anh đã cứu mẹ em, bác sĩ nói chỉ cần chậm trễ không cứu chữa kịp thời, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dung Dung khá dần khôi phục lại như thường, nàng dùng giọng trong trẻo nói với Vương Tử Quân. Bà con xa không bằng láng giềng gần, có khó khăn thì giúp đỡ nhau một chút, đây là việc nên làm. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói. Đối mặt với sự hời hợt của Vương Tử Quân thì Dung Dung rất muốn nói thêm vài lời cảm ơn chân thành, thế nhưng nàng cũng không biết nói thế nào cho tốt, ngay cả bàn chân cũng muốn chạy đi không nghe lời nàng. Nàng chợt ngẩng đầu lên rồi thẹn thùng nói. Anh Vương, em phải về nấu cơm cho mẹ. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ gật đầu. Lúc hắn mở cửa phòng chuẩn bị đi vào bên trong thì nghe thấy Dung Dung hô lên. Anh Vương, tiền anh cho mượn để chữa bệnh cho mẹ, sau này em sẽ trả cho anh. Vương Tử Quân nghe thấy Dung Dung nói như vậy thì xoay người lại nhìn, nhưng nhà đầu kia đã đi lên lầu. Có lẽ mình nên nghĩ biện pháp gì đó giúp đỡ hai mẹ con nhà này. Vương Tử Quân nhìn Dung Dung vội vàng đi lên lầu mà trong lòng có chút khổ sở, cô bé này chính trực như vậy thì rất tốt, thế nhưng nàng cũng không thể nào chịu được gánh nặng. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy trong lòng cay cay khó chịu. Vương Tử Quân đều cố gắng tìm biện pháp giải quyết vấn đề nghỉ việc của công nhân nhà máy in, hắn cho Lâm Thụ Cường đi điều tra khảo sát với mục đích chính là tìm đúng bệnh để hốt thuốc, nhanh chóng giải quyết vấn đề của các công nhân đang nghỉ việc. Những công nhân nghỉ việc này đều không có nghề nghiệp gì khác, chính thức thao tác sẽ thêm khó khăn. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ bấm số điện thoại của Tần Hồng Cẩm. Giọng nói của Tần Hồng Cẩm vẫn dịu dàng như nước, bây giờ mỗi lần gọi điện thoại với nàng thì Vương Tử Quân đều có thể nghe được âm thanh làm cho mình khẽ run lên như vậy. Nhưng từ sau khi hắn kết hôn với Mạc Tiểu Bắc thì số lần Tần Hồng Cẩm quay về thành phố Giang Thị ngày càng ít hơn. Chồng, nhớ đến em rồi sao? Khi thấy Vương Tử Quân ở bên kia không lên tiếng thì Tần Hồng Cẩm càng trở nên dịu dàng hơn. Đúng vậy, rất nhớ em, đáng tiếc là em không nhớ anh. Tần Hồng Cẩm chợt cười khanh khách. Sau đó nói tiếp. Chồng, anh sao lại như vậy? Có người cũ thì bắt người cũ khóc, bài hát này sao anh lại quên đi rồi? Vương Tử Quân nghe thấy Tần Hồng Cẩm có chút thương cảm, thế là hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề.
Sau khi bàn luận về tình huống phát triển của tập đoàn Quân Thành, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Hồng Cẩm, chúng ta có thể sắp xếp việc làm ở thành phố Sơn Viên này không? Chồng, nếu như có người muốn làm việc, chắc chắn sẽ có công việc, chỉ cần có năng lực, dù muốn vị trí tổng giám đốc thì em cũng nhường lại. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì hơi lên giọng. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu vì sao Tần Hồng Cẩm thất thố như vậy, xem ra nàng đang có chút ghen tị. Hắn nghĩ đến bộ dạng ghen tị của nàng, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác thành tựu, ôi, có vài người phụ nữ xem mình là mặt trời chứ. Vương Tử Quân đi đến ban công rồi khẽ cười một tiếng nói. Này, có phải em đang ghen không? Em nghĩ đi đâu rồi vậy? Anh nói về công nhân nhà máy in thuộc hệ thống của tỉnh đoàn, lúc này nhà máy in đóng cửa, công nhân không có cơm ăn, anh là phó bí thư dù gì cũng phải lo lắng đến chén cơm cho bọn họ chứ. Khanh khách, ai ghen tị chứ? Anh nghĩ rằng em cũng có lòng dạ hẹp hòi như mình sao? Tần Hồng Cẩm khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Trung tâm điện máy mà chúng ta liên hợp đầu tư với Trương Thiên Tâm đang cần tuyển người, 100 người không là vấn đề. 100 người rõ ràng là có thể giải quyết được chuyện khẩn cấp, Vương Tử Quân nghe vậy thì thầm cảm thấy vui mừng, tất nhiên sẽ nói những lời đầy tình cảm với Tần Hồng Cẩm ở phía bên kia. Tuy cách xa nhau nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng hòa ái của nàng. Hơn 20 phút sau thì hai người mới lưu luyến cúp điện thoại, nhưng khi tắt máy thì Tần Hồng Cẩm dùng giọng dịu dàng nói một câu, đó là chủ nhật này sẽ đến thành phố Sơn Viên khảo sát tình hình đầu tư. Khi Vương Tử Quân đang vui vì tìm ra được đường ra cho những công nhân đang thất nghiệp, một đôi bàn tay nhỏ bé gầy yếu bắt đầu gõ lên cánh cửa màu đỏ bên ngoài. Hành động gõ cửa đối với nhiều người thì rất đơn giản, thế nhưng lúc này lại rất khó khăn đối với nàng. Gương mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần không yên, lại có thêm chút kiên định, bàn tay nhỏ bé khẽ run. Nhưng dưới tình huống này thì nàng cũng kiên định với hành vi của mình, thế là bàn tay gõ mạnh lên cánh cửa làm vang lên những âm thanh khô khốc. Két! Tiếng mở cửa vang lên, cửa mở ra, một người phụ nữ hơn 30 tuổi thò đầu ra, khi thấy người đứng trước cửa nhà mình là Dung Dung thì trên mặt chợt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Dung Dung à, cháu ăn cơm chưa? Chưa thì vào nhà đi, cô vừa mới nấu cơm xong. Người phụ nữ này nói rồi cũng không chờ Dung Dung từ chối mà kéo vào trong nhà. Căn hộ này cũng cùng một kiểu như của Bí Thư Vương, thế nhưng nhà bọn họ có 6-7 miệng ăn nên thật sự là chen chúc không chịu nổi. Lúc này cả nhà đang dùng cơm, Dung Dung đi vào thì cả đám người đứng lên mời dùng cơm. Cảm ơn ông Bôi, cháu đã ăn cơm rồi. Dung Dung dùng giọng lễ phép xin miễn. Dung Dung, cháu rõ ràng quá khách sáo, ăn rồi thì không ăn thêm chút nữa sao? Đến đây, nhà đầu này. Đừng coi ông là người ngoài, ngồi xuống đi. Ông lão không khỏi kéo Dung Dung đang phân trần đến, sau đó ép người xuống bên cạnh bàn gỗ. Đúng vậy, chị Dung Dung, ăn cơm với chúng em cho vui. Một đứa bé kháu khỉnh khỏe mạnh cũng đi đến ôm lấy Dung Dung, không cho nàng đi. Dung Dung từ chối vài lần, cũng không ăn cơm, ông Bôi hỏi vài câu về chuyện học tập của nàng, sau đó hỏi về tình huống của mẹ nàng. Sau khi nghe nói vài ngày nữa mẹ nàng có thể xuất viện thì ông Bôi tỏ ra rất vui. Dung Dung vài lần há miệng muốn nói, nhưng mỗi lần há miệng thì lại nhanh chóng khép lại. Đại Thịnh, cậu đưa 400 đồng dưới gối đến đây cho tôi. Ông Bôi nói thêm hai câu với Dung Dung, sau đó nói với người đàn ông chủ nhà. Vâng. Người đàn ông lên tiếng, sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà. Dung Dung nhìn động tác của hai người thì hiểu rõ vấn đề, nàng nhanh chóng chặn lại. Ông Bôi, chú Bôi, cháu không phải đến để vay tiền. Dung Dung, nhà đầu này đúng là, cầm lấy đi, đến chỗ ông còn khách khí làm gì? Nhà nào mà chẳng có lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Có chuyện xảy ra thì mọi người cùng giúp một tay, như vậy cũng sẽ vượt qua thời điểm khó khăn. Ông Bôi kéo tay Dung Dung, sau đó nhận tiền từ trong tay con trai đặt vào trong tay nàng. Dung Dung chợt cảm thấy run run, nước mắt cũng giống như sắp rơi xuống. Tất cả uất ức trong những ngày qua giống như bùng nổ. Nhưng nàng vẫn áp chế được cảm xúc của mình, nàng dùng giọng kiên định nói. Ông Bôi, cháu thật sự không phải đến vay tiền, mẹ cháu đã có đủ tiền trị bệnh, cháu đến tìm ngài chỉ là muốn thương lượng một chuyện. Chuyện gì vậy, cháu nói để ông xem thế nào. Ông Bôi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dung Dung, thế là đặt tiền lên bàn rồi dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Dung Dung. Dung Dung nhìn bộ dạng ân cần của cả nhà ông Bôi. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát nói. Ông Bôi, cháu đến chủ yếu là muốn giúp mẹ tìm chút tiền thuốc men. Tìm tiền thuốc men, tìm thế nào?
Ông Bôi ngây người, sau đó nhịn không được phải hỏi. Ông, tiền thuốc của mẹ cháu đều do anh Vương ở lầu 3 bỏ ra, tuy anh ấy nói không cần trả gấp nhưng cháu thật sự không muốn thiếu nợ của người ta. Hôm nay cháu nghe nói tiền thuốc của mẹ cháu có thể được chi trả, vì vậy mới đến tìm ông. Dung Dung nói làm cho cả Bôi ra cảm thấy rất tò mò, ông Bôi càng tỏ ra kinh dị. Dung Dung, ai nói với cháu? Là một chú công nhân viên chức ở chỗ này. Dung Dung suy nghĩ một chút rồi khẽ trả lời. Vậy bây giờ làm sao? Ông Bôi trầm ngâm một chút, sau đó giọng điệu trở nên có chút nghiêm túc. Lúc này Dung Dung giống như đã hoàn toàn trưởng thành. Cháu chuẩn bị đi đến cổng khối chính quyền tỉnh, chỉ cần chúng ta đi đông, tạo ra hiệu ứng lớn, như vậy lãnh đạo chỗ đó nhất định sẽ chi trả tiền thuốc men cho mẹ cháu. Ông Bôi nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của Dung Dung, lão đưa mắt nhìn vẻ mặt kiên định của nàng, lại nhìn về phía con mình rồi nói. Dung Dung nói đúng, chỉ cần tìm được đúng người, chuyện trợ giúp tiền thuốc men cho mẹ con bé không phải là việc khó. Thế này đi, sáng mai để chú Đại Thịnh đi với cháu. Đại Thịnh, chút nữa cậu đến nhà truyền lời cho nhóm nhị truyền, nói bọn họ ngày mai đừng đi đâu, chúng ta theo Dung Dung lên khối chính quyền tỉnh, để xem có thể may mắn gặp mặt lãnh đạo quản sự để tìm tiền thuốc men cho mẹ Dung Dung hay không. Vâng, Đại Thịnh vốn đã sớm tức giận ngất trời. Bây giờ nghe thấy bố phân phó như vậy thì lập tức đứng lên, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Dung Dung cũng muốn đứng lên đi ra ngoài, lại bị ông Bôi giữ lấy. Dung Dung, tất cả cứ để cho Đại Thịnh xử lý, cháu ở lại nói chuyện với ông một chút. Dung Dung ở lại nói chuyện với ông Bôi một giờ, sau đó nàng mới quay lại nhà mình. Lúc nàng về nhà thì Đại Thịnh còn chưa về, nhưng một người hàng xóm nói sự việc đã thương lượng xong, sáng mai bọn họ sẽ đến chặn cổng khối chính quyền tỉnh. Khi Dung Dung lên giường đi ngủ, trong một gian phòng đầy ánh sáng đèn huỳnh quang, Lâm Thụ Cường nhìn Hạ Quang Khải rồi cười lên ha ha. Có phải thật không? Lâm Thụ Cường nhìn Hạ Quang Khải đưa điện thoại sang, sau đó lên tiếng hỏi. Những ngày qua Hạ Quang Khải rất nịnh bợ Lâm Thụ Cường, dù sao thì hắn cũng muốn mượn quan hệ của Lâm Thụ Cường để sắp xếp cho mình một vị trí ở tỉnh đoàn. Tuy không nhất định là cơ quan ban ngành, thế nhưng sắp xếp vào một đơn vị tốt thì không khó gì. Lúc này nghe thấy Lâm Thụ Cường đặt câu hỏi thì hắn khẽ nói. Một người thân của tôi gọi điện thoại đến, nói là người của nhà máy in sắp đi lên khối chính quyền tỉnh kêu oan. À, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lâm Thụ Cường chợt lóe lên, sau đó trầm giọng hỏi. Nghe nói là vì tiền thuốc men cho mẹ Dung Dung, đây cũng là người đáng thương, bây giờ lại bị bệnh. Hạ Quang Khải thở dài một hơi, hắn nâng ly rượu lên uống cạn. Hắn là giám đốc nhà máy in. Hắn rất đồng tình với những công nhân đã đi theo mình nhiều năm, nhưng dù đồng tình nhưng hắn cũng không muốn bọn họ gây khó cho tương lai của mình. Vì thế khi nhận được tin tức này thì hắn vẫn nói cho Lâm Thụ Cường biết đầu tiên. Trên mặt Lâm Thụ Cường xuất hiện nụ cười, đây chính là những gì hắn tiện tay bố trí, bây giờ nghe được tin tức chính xác, tất nhiên cảm thấy tất cả đều nằm trong dự liệu của mình. Anh không biết, tôi cũng không biết. Lâm Thụ Cường uống một ngụm rượu rồi đột nhiên trầm giọng nói. Hạ Quang Khải chợt ngây người, vô tình hắn không hiểu rõ ý nghĩ của Lâm Thụ Cường. Khi hắn đang do dự thì Lâm Thụ Cường nói tiếp. Mẹ quá con côi cũng không dễ dàng tìm được tiền thuốc men, chúng ta việc gì phải làm ác nhân? Đúng, vì sao phải làm ác nhân? Hạ Quang Khải thầm nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy hoài nghi, mình và Lâm Thụ Cường không phải chỉ mới liên hệ ngày một ngày hai, hắn biết rõ Lâm Thụ Cường là loại người gì. Bây giờ Lâm Thụ Cường sao lại có thái độ khác thường như vậy? Dựa theo những gì hắn hiểu về Lâm Thụ Cường, sau khi biết được tin này thì phải nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo, tìm nguồn vui cho lãnh đạo, nhưng bây giờ sao lại như vậy? Hạ Quang Khải nhìn gương mặt tươi cười hớn hở của Lâm Thụ Cường, trong lòng chợt lóe lên một gương mặt trẻ tuổi, càng nhớ đến một tin tức. Bí thư Âu Dương đã đến thủ đô tham gia hội nghị. Thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân, mà Lâm Thụ Cường chính là tiểu nhân như vậy. Trong đầu Hạ Quang Khải lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn lập tức hiểu ra. Sau khi hiểu rõ mọi thứ thì hắn càng cúi đầu xuống thật thấp. Chương 375, chạy qua lại gãy cả chân. Một con chim bay qua cửa sổ đánh thức Vương Tử Quân từ trong giấc mộng, hắn thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm. Khi hắn khóa cửa đi xuống lầu thì vừa vặn gặp phải Dung Dung đang đi xuống bên dưới. Anh Vương! Dung Dung nhìn Vương Tử Quân, thật sự không biết nói thế nào cho phải. Vương Tử Quân nhìn vẻ thẹn thùng của Dung Dung, hắn nở nụ cười hào phóng nói. Gọi tôi anh Vương là được rồi,
em đi đến bệnh viện à? Gương mặt Dung Dung chợt đỏ hồng như trái táo chín, nàng nhìn Vương Tử Quân chậm rãi đi xuống lầu. Nàng muốn gọi hắn lại nói ra những tính toán của mình nhưng lại cố nhịn, cũng không muốn nói cho hắn biết, đợi đến khi sự việc xảy ra, hắn nhất định sẽ cực kỳ ngạc nhiên. Vương Tử Quân đi vào trong đơn vị, phòng làm việc được quét dọn sạch sẽ, hắn rót ra một ly trà, sau đó thuận tay cầm báo xem xét. Bí thư Vương, bí thư Âu Dương gọi điện thoại cho anh. Khi Vương Tử Quân đang nhàn nhã tự đắc đọc báo thì trưởng khoa Hào của văn phòng tỉnh đoàn chạy đến xin chỉ thị. Vương Tử Quân nhận điện thoại trong tay của trưởng khoa Hào, sau đó nghe thấy Âu Dương Dương cười hỏi. Bí thư Vương, hai ngày qua thế nào? Bí thư Âu Dương cứ yên tâm, tất cả đều bình thường. Có bí thư Vương tỏa chấn thì tôi cũng an tâm nhiều hơn, làm phiền bí thư Vương đã quan tâm. Âu Dương Dương nói rồi lại lơ đãng hỏi. Bí thư Vương, bây giờ công tác thay đổi chế độ ở nhà máy in đã tiến hành thế nào rồi? Công việc đang được tiến hành đâu vào đấy, bí thư Âu Dương cứ yên tâm là được. Vương Tử Quân đã có kế hoạch của mình, hắn tất nhiên sẽ không tỏ ra sợ hãi. Hai người tiếp tục bàn bạc thêm vài vấn đề, sau đó Âu Dương Dương cúp điện thoại. Đúng lúc này có một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, khi thấy Vương Tử Quân thì nghẹn ngào kêu lên. Bí thư Vương, anh mau đi ra ngoài xem, đã xảy ra chuyện rồi, đám công nhân nhà máy in đang chặn xe của bí thư Lưu. Bí thư Lưu, Vương Tử Quân lắp bắp kinh hãi, trong khu văn phòng tỉnh ủy nếu nói đến bí thư Lưu thì chỉ có duy nhất một phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức, đám công nhân kia sao lại chặn xe của Lưu Truyền Thụy. Lưu Truyền Thụy gần đây nổi tiếng nghiêm khắc trong khu văn phòng tỉnh ủy, là một người không nói không cười, dù là những cán bộ lãnh đạo có cấp bậc cao gặp mặt lão cũng phải kính sợ không thôi. Không ngờ hôm nay đám công nhân nhà máy in lại chặn xe của vị cán bộ lãnh đạo khó chịu này. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn nói với người đến báo tin. Bí thư Tôn biết chuyện này chưa? Người kia tỏ ra khổ sở, sau đó dùng giọng khó xử nói. Khi tôi đi tìm bí thư Tôn, anh ấy nói có hội nghị cần tham gia. Bí thư Triệu thì sao? Vương Tử Quân chợt khẽ động, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước chảy mây trôi. Bí thư Triệu đang đợi một cuộc điện thoại của một vị lãnh đạo cực kỳ quan trọng, vì vậy nói tôi đi thông báo cho anh. Người đến báo tin nói đến đây thì giống như cũng ý thức được vấn đề, trên mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện không yên. Vương Tử Quân biết rõ đối phương đang nghĩ đến điều gì, thế là cũng không hỏi nhiều, hắn đứng lên đi ra ngoài cửa. Người đến báo tin thấy bí thư Vương đi ra bên ngoài thì do dự một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo. Vương Tử Quân cũng không có gì bất ngờ với phản ứng của hai vị phó bí thư Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cổ, chuyện phát triển đến trình độ này thì chỉ có thể là hắn đứng ra xử lý mà thôi. Khi có Âu Dương Dương thì tất cả sẽ do bí thư Âu Dương ra mặt, bây giờ Âu Dương Dương đến thủ đô tham gia hội nghị, các vị phó bí thư khác lại lấy cớ không ra mặt, giống như thật sự khó thể nói nổi. Trong khu văn phòng của đoàn thanh niên tỉnh có nhiều cặp mắt nhìn ra bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi ra cổng thì mọi người đều thu mắt về. Lúc này Lâm Thụ Cường đang nấp trong một góc thì cười hì hì, hắn cũng không ngờ đám công nhân kia lại làm tốt hơn cả những gì mình dự đoán, lại cản cả xe của bí thư Lưu Truyền Thụy. Bí thư Lưu Truyền Thụy chính là một vị cán bộ lãnh đạo có tính tình như bao công, lúc này dù là tên họ Vương kia đúng hay sai thì nhất định sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bí thư Lưu. Nếu tên kia biểu hiện không tốt thì chỉ sợ sau này đừng hòng được đề bạt. Nếu kẻ nào để cho phó bí thư Lưu Truyền Thụy nắm công tác tổ chức của toàn tỉnh Sơn Nam cảm thấy không vừa mắt, như vậy thì anh cũng xem như xong đời. Lâm Thụ Cường nghĩ đến kế sách một đá ném hai chim của mình, trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ đắc chí. Bí thư Vương, hy vọng lúc quay về thì anh cũng hăng hái như lúc bước đi. Lâm Thụ Cường nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Tử Quân tất nhiên không biết lúc này trong một góc văn phòng tỉnh đoàn có một người đang oán hận nguyền rủa mình. Hắn chỉ nhanh chóng đi ra cổng khối chính quyền tỉnh, thấy một đám người đang túm tụm lại với nhau, mà bí thư Lưu Truyền Thụy lúc này đang nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện. Anh chính là đồng chí phụ trách chuyện này sao? Là người của tỉnh đoàn sao? Một vị cán bộ hơn 30 tuổi tiến lên chào hỏi khi Vương Tử Quân đi đến. Không chờ Vương Tử Quân trả lời thì người kia lại nói. Gọi bí thư Tôn Trạch Hồng hoặc bí thư Triệu Nguyên Cố đến đây, chỉ sợ anh không giải quyết được vấn đề này. Vị cán bộ đến báo tin thấy vẻ mặt bình tĩnh không chút biểu cảm của Vương Tử Quân thì lên tiếng cản lời đối phương. Trưởng Ban Cát, vị này chính là bí thư Vương vừa mới đến nhận chức ở tỉnh đoàn, trước mắt anh ấy là người phụ trách công tác thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy in.
Trưởng ban Cát chợt sững sờ, sau đó trên mặt có chút xấu hổ. Nếu như Vương Tử Quân chỉ là một cán bộ bình thường thì những lời nói vừa rồi của hắn xuất phát từ lòng hảo tâm, nhưng bây giờ thì khác, đối phương là Vương Tử Quân, là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, người ta đường đường là cán bộ cấp phó phòng, hắn nói như vậy sẽ sinh ra hiểm nghi không biết nặng nhẹ. Thì ra là bí thư Vương, anh xem tôi đã hồ đồ rồi, bí thư Lưu bị quần chúng bao vây, anh tranh thủ đi sang ngay đi. Đúng rồi, bí thư Lưu đang nổi nóng, có lẽ sẽ làm anh vất vả. Trưởng ban Cát cũng là một người tám mặt lung linh, một lời nói nhắc nhở không những xóa bỏ tình cảnh xấu hổ lúc vừa rồi, càng xem như ném giết Vương Tử Quân một cái nhìn thiện chí, coi như kéo gần quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười với trưởng ban Cát, hắn nói một lời mong trưởng ban Cát quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, sau đó cùng đi với trưởng ban Cát về phía bí thư Lưu Truyền Thụy. Khi đến gần Lưu Truyền Thụy thì Vương Tử Quân không khỏi sững sờ. Vì hắn phát hiện lúc này cô gái đứng khóc trước mặt Lưu Truyền Thụy không phải là ai khác, chính là Dung Dung, cô gái hàng xóm của mình. Bí thư Lưu, bí thư Vương của tỉnh đoàn đã đến. Trưởng ban Cát đi đến bên cạnh Lưu Truyền Thụy rồi khẽ nói. Lưu Truyền Thụy giống như không nghe thấy lời nói của trưởng ban Cát, lão vẫn khẽ an ủi Dung Dung, để cho cô gái thoải mái và thả lỏng tinh thần, nói rằng tổ chức nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Sau khi khuyên Dung Dung vài câu thì Lưu Truyền Thụy mới ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Bí thư Vương, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây không phải là lần đầu tiên công nhân nhà máy in đến khối chính quyền tỉnh kêu oan, chẳng lẽ cán bộ tỉnh đoàn các anh làm ăn như vậy sao? Công tác như vậy sao? Lưu Truyền Thụy là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở tỉnh ủy, tất nhiên sẽ có một khí thế không giận mà sinh uy, cán bộ bình thường đứng dưới khí thế hùng mạnh này thì chỉ có thể sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ. Cúi đầu nghe lời dạy bảo mà thôi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn biết rõ lúc này không phải là thời điểm tốt để giải thích, mà nên dùng thái độ chân thành nhận lỗi với Lưu Truyền Thụy, còn chuyện nói rõ tình huống phải chờ đám công nhân nhà máy in này tản đi cái đã. Khi Vương Tử Quân còn đang áp chế cảm giác bức bối của mình, chợt nghe thấy Dung Dung vui vẻ nói. Chú Vương, sao chú lại ở đây? Vương Tử Quân cười cười với Dung Dung, xem như đã trả lời câu hỏi của nàng. Khi Vương Tử Quân đang định tỏ thái độ của mình với Lưu Truyền Thụy, đúng lúc Lưu Truyền Thụy quay sang hỏi Dung Dung. Cô gái, cô biết đồng chí Vương Tử Quân sao? Không thể ngờ Lưu Truyền Thụy lại biết rõ tên của mình. Vương Tử Quân đứng ngây người sau khoảnh khắc rồi lui về phía sau một bước. Đúng lúc này Dung Dung đã dùng giọng quan tâm hỏi. Ông Lưu, có phải hôm nay cháu tìm ông phản ánh vấn đề thì chú Vương sẽ bị mắng không? Nếu thật sự là như vậy thì cháu sẽ không phản ánh nữa. Đám công nhân đi theo sau lưng Dung Dung cũng nhận ra Vương Tử Quân, có người lên tiếng chào hỏi hắn. Lưu Truyền Thụy nhìn đám công nhân thật sự vui vẻ đón chào Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt biến đổi, lão cũng dùng giọng vui vẻ hỏi. Dung Dung, ông cũng không mắng chú Vương của cháu can đảm nói cho ông biết vì sao lại quen biết cậu ấy được không? Ông Lưu, khi mẹ cháu phát bệnh thì chú Vương là người đưa mẹ đến bệnh viện, hơn nữa tiền thuốc men của mẹ cháu là do chú ấy đưa ra. Lần này cháu kéo người đến tìm ngài là vì muốn trả lại tiền thuốc cho chú Vương. Dung Dung vừa cúi đầu vừa nói. Lưu Truyền Thụy nghe xong lời nói của Dung Dung thì không khỏi cười lên ha hả, sau đó lão cười nói. Cô gái này, cháu dám đến khối chính quyền tỉnh để phản ánh vấn đề, điều này nói rõ khối chính quyền tỉnh vẫn còn đủ lực tin trong dân. Nhưng vấn đề còn phải được giải quyết theo từng bậc, ví dụ như vấn đề của cháu hoàn toàn có thể phản ánh với chú Vương, chú ấy có thể giải quyết vấn đề này. Bây giờ ông giao tất cả cho chú Vương xử lý, các người không có ý kiến gì chứ? Không, không có ý kiến. Dung Dung gật gật đầu, hai mắt liếc sang nhìn Vương Tử Quân, bộ dạng rất đáng yêu. Vài phút trôi qua, Dung Dung và đám công nhân bắt đầu quay về, chậm rãi biến mất. Lưu Truyền Thụy nhìn đám công nhân bỏ đi, lão thở dài một hơi rồi đột nhiên nói với Vương Tử Quân. Tiểu Vương, đi theo tôi một chút. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không từ chối lời mời của Phó Bí Thư Lưu Truyền Thụy, hắn đi lùi ra phía sau một bước, trên gương mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Sự việc hôm nay xử lý rất tốt, nhưng tôi lại không thể vui vẻ, cậu biết vì sao không? Lúc bắt đầu thì Lưu Truyền Thụy cũng không nói lời nào, sau khi đi vài bước mới trầm giọng nói. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi hiểu rõ tâm tình của ngài, Bí Thư Lưu, ngài cứ yên tâm. Lúc này tỉnh đoàn đang nắm chắc công tác xử lý vấn đề ở nhà máy in, đang tiến hành xâm nhập điều tra, sẽ lợi dụng ưu thế tự thân của bọn họ để cho ra sắp xếp phù hợp. Tất nhiên quan trọng nhất là tìm cho bọn họ cương vị công tác mới,
chỉ như vậy mới đảm bảo cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, giải quyết những vấn đề phát sinh khi thay đổi chế độ của xí nghiệp quốc doanh. Lưu Truyền Thụy rất đồng ý với câu trả lời của Vương Tử Quân, những lời này không những nói đến tận tim gan của lão, hơn nữa ý nghĩ còn có vẻ đi xa hơn cả những gì lão suy xét. Nghỉ việc lại có được việc làm, hơn nữa lại là việc làm phù hợp sao? Lưu Truyền Thụy khẽ nói lại những lời của Vương Tử Quân, sau đó lão khẽ vỗ vai Vương Tử Quân. Nói rất hay, cán bộ trẻ có thể nhìn xa trông rộng như cậu thật sự là khó kiếm, khó có được. Lúc Na Phi Vương Tử Quân chỉ có thể cười cười mà không dám nói thêm lời nào. Lưu Truyền Thụy cũng không chờ hắn trả lời mà nói tiếp. Vài ngày trước lãnh đạo có nói với tôi, cậu là một cán bộ trẻ có khả năng và có suy nghĩ hiện thực, tôi còn cảm thấy đánh giá như vậy phải nghiệm chứng. Bây giờ tôi thấy lãnh đạo nói không sai, xem ra ánh mắt nhìn người của lãnh đạo thật sự sáng như tuyết. Khi Lưu Truyền Thụy lên tiếng với Vương Tử Quân, có ba bóng người từ phương xa chạy đến không kịp thở. Người chạy đầu chính là Phó Bí Thư Tôn Trạch Hồng, phía sau là Phó Bí Thư Triệu Nguyên Cố và cuối cùng là Lâm Thụ Cường. Tôn Trạch Hồng thấy Bí Thư Lưu Truyền Thụy thì dùng giọng mệt mỏi thở không ra hơi nói. Bí Thư Lưu, vừa rồi tôi tham gia hội nghị, vừa mới nghe nói. Lưu Truyền Thụy cũng không chờ Tôn Trạch Hồng nói dứt lời mà vung tay lên nói. Được rồi, cũng không cần các anh quan tâm, có việc gì bận thì cứ đi mà xử lý. Việc bận. Tôn Trạch Hồng nào có việc gì bận rộn, bây giờ việc hắn cần làm nhất là đứng bên cạnh Bí Thư Lưu Truyền Thụy, cùng tâm sự với lãnh đạo. Lúc này hắn bị mắng vài câu cũng tốt, dù sao thì những đòn sấm sét của Bí Thư Lưu cũng đã đổ hết lên đầu Vương Tử Quân rồi. Nếu so sánh với Tôn Trạch Hồng thì Lâm Thụ Cường thật sự kinh ngạc và nghi hoặc, hắn dùng ánh mắt buồn bực nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, đây chính là hiệu quả của sự kiện mình dùng trăm phương ngàn kế để xúi dục sao. Không những đám công nhân kia bỏ đi sạch sẽ, dù là Vương Tử Quân cũng đang đứng bên cạnh Lưu Truyền Thụy với tư thái khá cao, thậm chí là lãnh đạo còn tâm tình vui vẻ với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, chuyện nhà máy in thì cậu phải xử lý sao cho tốt, chỉ cần sắp xếp thành công việc làm cho tất cả công nhân của nhà máy in trong thời gian 2 tháng, như vậy tôi sẽ đứng ra thỉnh công cho cậu trước mặt Bí thư Nhiếp. Lưu Truyền Thụy cũng không quan tâm đến đám người Tôn Trạch Hồng, lão tiếp tục cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vội vàng nói. Bí thư Lưu, ngài yên tâm, hôm nay tôi xin đảm bảo với anh, tôi sẽ cố gắng xử lý thật tốt phương diện công ăn việc làm cho các công nhân nhà máy in. Nhưng điều này cũng là nhờ cả tỉnh đoàn cùng cố gắng, thành tích này cũng không phải của một mình tôi, thế cho nên bí thư cũng không nên chỉ khích lệ một mình tôi như vậy. Lưu Truyền Thụy cười ha hả, sau đó lão vỗ vỗ vai của Vương Tử Quân rồi khoát tay leo lên xe bỏ đi. Đám người Tôn Trạch Hồng thấy Bí thư Lưu Truyền Thụy lên xe bỏ đi nhưng lại không thèm quan tâm đến mình thì thật sự có chút khó chịu. Nhưng nếu so sánh với Tôn Trạch Hồng thì người khó chịu nhất phải là Lâm Thụ Cường, vì hắn là người tốn biết bao tâm tư để sắp xếp vụ này với mục đích ngáng chân Vương Tử Quân, không ngờ lại là bắc cầu cho Vương Tử Quân đến bên cạnh Bí thư Lưu Truyền Thụy. Người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Thụ Cường đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong lòng chợt phát lạnh. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng bày ra bộ dạng tiếp nhận phê bình, dùng giọng chân thành nói. Bí thư Vương, tôi không kịp thời phát hiện ra chuyện này, tôi có trách nhiệm nặng nề, kính mong lãnh đạo phê bình. Lâm Thụ Cường đứng ra nhận kiểm điểm, Vương Tử Quân cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lâm Thụ Cường rồi nói. Chủ nhiệm Lâm, anh cũng không cần căng thẳng như vậy, sự việc diễn tiến đến ngày hôm nay cũng là tích góp lâu ngày mà ra, nào có trách nhiệm của anh. Anh kiểm điểm như vậy chính là không hiểu rõ nguyên nhân rồi. Vương Tử Quân nói rồi lại trò chuyện vài câu với Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, sau đó ba người đi về phía văn phòng tỉnh đoàn. Sự việc giống như một ngọn gió thổi qua mặt biển, tất cả tiếp tục khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, cơ quan đoàn thanh niên tỉnh vẫn tiếp tục vận hành như bình thường, như chưa từng có gì phát sinh. Nhưng lúc này trong tỉnh đoàn lại có không ít tin tức được lan truyền ra ngoài, nói rằng Bí thư Vương có thủ đoạn rất cao. Xử lý sự kiện lần này một cách nhanh, gọn và độc. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những tin đồn nhảm kia, hắn nghiên cứu cẩn thận những tài liệu khảo sát mà Lâm Thụ Cường đã thu thập được, sau đó bắt tay vào sắp xếp công tác cho các công nhân nhà máy in. Buổi chiều tan việc thì Vương Tử Quân chậm rãi đi về phía căn hộ của mình, trên đường về nhà gió mát lồng lồng, hắn chợt sinh ra cảm giác giống như cơ thể mình đang bay bổng lên cao. Vương Đại Ca. Khi Vương Tử Quân đi đến đầu cầu thang thì một tiếng hô trong trẻo vang lên bên tai, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Dung Dung đang đứng chờ mình. Lúc này cô gái trẻ mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, thật sự xinh đẹp động lòng người.
Dung Dung, không phải nói rằng sẽ gọi tôi bằng chú Vương sao? Thế nào lại biến thành anh Vương rồi? Vương Tử Quân cười cười dùng giọng trêu đùa nói với Dung Dung. Dung Dung chợt đỏ mặt, nàng khẽ lui về phía sau một bước, sau đó mới nói. Anh Vương, gọi chú vì đứng trước mặt nhiều người, bây giờ chỉ có hai chúng ta, hơn nữa anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả. Cái gì mà chỉ có hai chúng ta? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Dung Dung, hắn cũng không muốn chọc cô gái này nữa, chỉ khẽ hỏi. Dung Dung, em tìm anh có chuyện gì sao? Có phải bác sĩ lại thu tiền thuốc nữa không? Bác sĩ nói số tiền anh đưa lần trước đã đủ rồi, không cần trả thêm. Dung Dung khẽ nói một tiếng rồi nói tiếp. Vương đại ca, em nghĩ đến sự việc hôm nay, càng nghĩ càng thấy không đúng. Em thấy thái độ của ông Lưu với anh, em nghĩ mình đã gây phiền toái cho anh. Vương Tử Quân cười cười, hắn vô thức dùng tay vỗ vỗ đầu Dung Dung. Không có gì, ông Lưu cũng không phải mắng anh, mà còn quan tâm bảo vệ anh. Hi hi. Dung Dung phì cười vì những lời trêu ghẹo của Vương Tử Quân, nàng nhìn gương mặt Vương Tử Quân bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời vàng rực vào buổi chiều rồi nói. Vương đại ca, em tìm anh là muốn nói cho anh biết, chuyện kêu oan trả tiền thuốc cho mẹ cũng không phải là em nghĩ ra được, chính là một nhân viên làm công tác điều tra của đơn vị anh nói cho em biết. Dung Dung là một cô gái thông minh, nàng nói rõ sự việc xảy ra, giống như nàng cũng ý thức được sự việc này có gì đó không đúng. Nhưng Vương Tử Quân lại luôn mỉm cười, thật sự làm cho người ta khó thể nào phỏng đoán được hắn đang nghĩ gì. Vương Tử Quân chẳng qua chỉ có chút hoài nghi về sự kiện lần này, bây giờ nghe Dung Dung nói như vậy thì không khỏi có chút ngạc nhiên, tâm tình của Lâm Thụ Cường cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh sợ. Hắn vốn nghĩ rằng hàng xóm chung quanh đã nghĩ ra trò kêu oan kiếm tiền trả tiền thuốc men cho mẹ Dung Dung, lại không ngờ rằng người bày ra trò này chính là Lâm Thụ Cường. Xem ra mình vẫn khá nương tay. Vương Tử Quân thầm nổi giận, gương mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt Dung Dung đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng nhanh chóng biến đổi, nàng cảm thấy có một áp lực chuyển lên người mình, ngọn nguồn của áp lực kia đến từ người Vương Tử Quân. Anh Vương, anh cứ bận rộn đi, em phải đến bệnh viện. Dung Dung nhanh chóng lên tiếng, sau đó đi xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra ngoài. Vương Tử Quân chỉ cười cười với bộ dạng nhanh chóng bỏ đi của Dung Dung, hắn châm một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi đi vào phòng mình. Ánh mặt trời chói chang vào sáng sớm, xem ra hôm nay vẫn là một ngày thời tiết tốt, khi mùa đông ngày càng dài thì thời tiết cũng ngày càng ấm, rất nhiều cô gái đã cởi áo dày, tận tình phô bày dáng người yểu điệu và làn da xinh đẹp của mình. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình xem xét văn kiện, sau đó đi đến gõ cửa phòng làm việc của Tôn Trạch Hồng. Lúc này Tôn Trạch Hồng đang tưới nước cho một chậu lan, thấy Vương Tử Quân đi vào thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Hắn khẽ đặt bình nước xuống rồi dùng giọng tràn đầy nụ cười nói với Vương Tử Quân. Tử Quân, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến chỗ tôi ngồi chơi thế này? Tôn Trạch Hồng vừa nói vừa ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc, Vương Tử Quân tiếp nhận thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Tôn Trạch Hồng không chút khách khí, hắn cười hì hì nói. Đây không phải là vì đến báo cáo công tác cho lãnh đạo sao? Trong các vị phó bí thư của tỉnh Đoàn Sơn Nam thì Tôn Trạch Hồng được xếp vị trí hàng đầu. Nhưng lúc này nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là lãnh đạo thì hắn nhtn chóng vung tay lên nói. Tử Quân à, cậu sao lại khách khí như vậy? Hai người chúng ta là ai? Dù là ai cũng đừng nghĩ đến báo cáo công tác cho ai. Tôn Trạch Hồng tuy nói như vậy nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, Tôn Trạch Hồng thật ra rất hưởng thụ lời nói của mình vừa rồi. Tôn Trạch Hồng tuy biểu hiện cực kỳ quy củ nhưng khí thế kiêu ngạo trên người thì khó thể che giấu được. Vương Tử Quân thật sự muốn hiệu quả này, hắn cười hì hì nói. Sao lại không báo cáo cho ai được? Dựa theo sắp xếp thì anh là lãnh đạo của tôi, dựa theo chức vụ thì anh cũng đứng trước mặt tôi, anh là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong khối cơ quan tỉnh đoàn này. Ba chữ lãnh đạo thứ hai thật sự làm cho Tôn Trạch Hồng nghe vào tai mà cảm thấy cực kỳ vui sướng, nhưng ngay sau đó cảm giác vui sướng đã biến thành hiu quạnh. Cái quái gì lãnh đạo thứ hai? Cậu cũng không phải không biết đấy thôi. Có đôi khi độ nặng lời nói của tôi còn không bằng của chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn. Tôn Trạch Hồng mắng một tiếng mà không thèm lựa lời, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Tử Quân. Tôn Trạch Hồng có ý kiến với Lâm Thụ Cường chính là một khía cạnh mà Vương Tử Quân đã nhận ra lúc vừa đến nhận chức. Ba giờ hắn đã cho Lâm Thụ Cường một bài học, tất nhiên sẽ không bỏ qua một trợ thủ tốt như Tôn Trạch Hồng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tôn Trạch Hồng, hắn cười cười nói. Bí thư Tôn nói như vậy là quá khiêm nhường rồi,
anh là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh đoàn, chủ nhiệm văn phòng sao có thể sánh với anh? Đây vốn không phải cùng một cấp bậc, nếu so sánh như vậy chẳng phải lấy máy kéo đuổi xe lửa sao? Thật sự không biết lượng sức. Anh nói rất đúng, thế nhưng tình huống thực tế là như vậy. Cậu không biết đấy thôi, chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn của chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu. Tôn Trạch Hồng trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Sao, thế nào lại không tầm thường như vậy? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Hôm nay chỉ có hai ta, tôi cũng không muốn giấu anh. Trước khi anh đến thì tôi cũng muốn điều động vị trí chủ nhiệm văn phòng này, thế nhưng bí thư Âu Dương lại lên tiếng từ chối. Tôn Trạch Hồng giống như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế là hắn nở nụ cười nói ra những gì mà chính mình từng thao tác trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh đoàn công tác. Các anh động vào Lâm Thụ Cường tất nhiên sẽ không thành công. Đừng nói Âu Dương là một người phụ nữ cường thế, dù là người bình thường thì các anh động vào tâm phúc của chị ta, tất nhiên chị ta sẽ hiểu các anh có ý nghĩ gì. Muốn động vào Lâm Thụ Cường thì thật sự rất khó, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Tôi nghe nói trưởng khoa Trần làm công tác văn phòng rất tốt, cũng là một người trưởng thành, chúng ta nên đề bạt trọng dụng những cán bộ như vậy mới đúng chứ. Khi Vương Tử Quân nhắc đến trưởng khoa Trần thì ánh mắt Tôn Trạch Hồng chợt lóe lên. Nhắc đến Trần Hồng Vận thật sự là một lựa chọn cực tốt khi đối với Tôn Trạch Hồng, Vương Tử Quân có ý nghĩ rất hay nhưng người ta sẽ đồng ý sao? Những năm qua Tôn Trạch Hồng không ít lần muốn đẩy tâm phúc của mình đi lên nhưng Triệu Nguyên Cố cũng có người bên cạnh, hai người cạnh tranh nhau trong ban ngành, cuối cùng kết quả là lưỡng bại câu thương, không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ sợ Nguyên Cố sẽ không thông qua. Tôn Trạch Hồng nói đến Nguyên Cố, tất nhiên là Phó Bí Thư Triệu Nguyên Cố. Chúng ta cũng có thể đề cử cả trưởng khoa Kim, hơn nữa nào có yêu cầu nào bắt buộc văn phòng chỉ có hai vị phó chủ nhiệm. Vương Tử Quân nói đến trưởng khoa Kim, chính là tâm phúc của Phó Bí Thư Triệu Nguyên Cố. Đề cử cả hai cùng một lúc, như vậy sẽ phù hợp sao? Tôn Trạch Hồng nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn là lãnh đạo được phân công quản lý văn phòng, nhưng hắn lại không có quá nhiều quyền lên tiếng, ngẫu nhiên còn bị chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường áp chế không nói nên lời. Điều này thật sự làm cho Tôn Trạch Hồng cảm thấy khó thể nhẫn nhịn được. Bây giờ Vương Tử Quân đã đồng ý, Triệu Nguyên Cố bên kia chắc chắn cũng không đi ngược lại ý kiến này, ba vị phó bí thư cùng liên thủ trong hội nghị ban ngành, cho dù Âu Dương Dương có cường thế ra sao cũng phải thông qua lời đề nghị này mà thôi. Tốt, Bí Thư Vương, tôi nghe lời anh, tôi sẽ sang nói với Nguyên Cố ở bên kia, nhưng còn có Hoắc Tương Nhiễm, còn cần Bí Thư Vương phải đi sang nói vài lời. Tôn Trạch Hồng nói đến Hoắc Tương Nhiễm thì khóe mắt chợt nhúc nhích. Hoắc Tương Nhiễm rõ ràng là một người khó thuyết phục nhất, bây giờ Tôn Trạch Hồng ném vấn đề này cho Vương Tử Quân, điều này ít nhiều cũng phản ánh tính cách của Tôn Trạch Hồng, đó là kén cá chọn canh, chọn nhẹ tránh nặng. Hèn gì người này ở bên cạnh Âu Dương Dương làm phó bí thư nhiều năm nhưng vẫn thua kém một vị chủ nhiệm văn phòng. Vương Tử Quân thầm cười nhạt với tính cách của Tôn Trạch Hồng. Nhưng nếu hắn muốn phát ra âm thanh của mình trong cơ quan đoàn thanh niên tỉnh thì cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc trò chơi của quan trường. Đó là phải liên tục lôi kéo, có thể chứa chấp và dung hòa người khác, vì sau này hắn còn nhiều thứ cần phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của Tôn Trạch Hồng, thế cho nên lúc này bất hòa với đối phương là biện pháp không hay. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Tốt, chuyện này giao cho tôi. Âu Dương Dương đến thủ đô họp 3 ngày thì về đến sân bay Sơn Viên. Nàng đưa mắt nhìn Lâm Thụ Cường đang chờ mình ở sân bay. Sở dĩ nàng không đưa tâm phúc của mình là Lâm Thụ Cường đi theo, cũng vì Lâm Thụ Cường đang có việc bận không thể nào phân thân được. Bí thư Âu Dương, chuyến đi này xem như làm khổ lãnh đạo rồi. Khi Âu Dương Dương và Trung Địch Hồng đi đến trước mặt thì Lâm Thụ Cường nhanh chóng tiến đến bên cạnh bí thư Âu Dương, hắn đưa tay nhận lấy hành lý của nàng. Âu Dương Dương cười cười nói. Cũng không có gì vất vả. Chỉ là đi học tập vài văn kiện mà thôi. Âu Dương Dương nói vài câu với Lâm Thụ Cường, ngay sau đó một chiếc Audi màu đen đã chạy đến dừng bên cạnh nàng. Lâm Cường, tôi đã nói anh không cần đến đón, anh nên đặt tâm tư lên công tác xử lý chuyển đổi chế độ ở nhà máy in, trợ giúp Bí Thư Vương làm tốt tất cả công tác, coi như cho tôi một viên thuốc an thần. Âu Dương Dương ngồi dựa lưng lên hàng ghế sau của chiếc Audi, sau đó nàng khẽ nói với Lâm Thụ Cường lúc này đang ngồi bên cạnh vị trí tài xế. Lâm Thụ Cường cười hì hì nói. Bí thư Âu Dương, bản chức công tác của tôi là phục vụ cho chị. Chị nghĩ xem, lãnh đạo suốt ngày phải nghĩ đến các chuyện đại sự, sao có thể bỏ công sức lên xử lý những chuyện nhỏ nhặt thế này. Thế cho nên tôi phải đảm bảo trạng thái chỉ cần có lời kêu gọi là chạy đến ngay,
vì làm tốt những gì chị phân phó mà đặt mình lên đúng điểm xuất phát phù hợp, gặp phải bất kỳ công tác nào cũng phải hoàn thành nhanh chóng. Hơn nữa bí thư Vương chỉ gọi tôi đến hỗ trợ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không thương lượng với tôi, chỉ coi tôi là chân chạy việc mà thôi. Nhiệm vụ của tôi là khoa môi múa mép điều tra và khảo sát ý kiến của quần chúng, thiếu tôi cũng không có vấn đề, thêm tôi vào cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Cũng không có việc gì cả, ngài cứ yên tâm. Lúc này vẻ mặt Âu Dương Dương chợt trở nên nghiêm túc, nàng dùng giọng nghiêm trang hỏi. Thụ Cường, tư tưởng của anh sao lại bất thường như vậy? Sao anh lại nói mình như thế? Anh phải tỏ ra thái độ đoan chính, phải cố gắng công tác, anh có hiểu không? Lâm Thụ Cường tuy bị phê bình nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Hắn biết rõ những lời nói vừa rồi của mình là Âu Dương Dương thích nghe nhất, thử hỏi xem có vị lãnh đạo nào không thích thủ hạ luôn trung thành với mình, luôn một lòng với mình. Âu Dương Dương nhìn bộ dạng tiếp nhận chỉ bảo của Lâm Thụ Cường mà thở dài, sau đó nàng dùng giọng mềm lòng nói. Sau này làm bất kỳ chuyện gì cũng phải tận tâm tận lực, dù là đối mặt với tôi hay bất kỳ vị phó bí thư nào khác cũng phải đối xử như nhau, đây là tôi muốn tốt cho anh mà thôi, anh có biết không? Vâng, tôi nhớ kỹ rồi, bí thư Âu Dương. Lâm Thụ Cường lên tiếng đồng ý, hắn nói tiếp. Bí thư Âu Dương, hai ngày qua chị không có mặt ở tỉnh đoàn, có một sự việc xảy ra. Đó là đám công nhân nhà máy in lại đến chặn đường xe của bí thư Lưu Truyền Thụy, muốn tìm tiền trả viện phí cho người nhà bị bệnh. Khi bí thư Lưu chuẩn bị tìm lãnh đạo chủ quản của tỉnh đoàn chúng ta để nói cho ra lẽ thì bí thư Vương Tử Quân đi đến. Anh ấy không những giải quyết vụ kêu oan này một cách thật sự thoải mái, vừa làm cho đám công nhân nhà máy in bỏ đi với bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Đồng thời anh ấy còn giúp cho nữ công nhân kia tìm được một khoản tiền để trả viện phí. Lúc này trong cơ quan tỉnh đoàn đang xôn xao những thông tin như vậy. Lời nói của Lâm Thụ Cường làm cho khóe mắt Âu Dương Dương chợt rung động, nhưng Âu Dương Dương cuối cùng cũng chỉ cười nói. Bí thư Vương là phó bí thư đoàn thanh niên tỉnh, anh ấy xử lý sự việc tốt đẹp như vậy cũng xem như làm rạng rỡ tỉnh đoàn chúng ta. Bí thư Âu Dương, chúng tôi thật sự không thể nào so sánh với tư tưởng giác ngộ của chị, mà tư tưởng của tôi cũng không cao thượng như vậy, tôi cảm thấy sự việc này quá trùng hợp. Đám công nhân kia đến cản xe của bí thư Lưu, hơn nữa Vương Tử Quân kia còn xuất hiện kịp thời, sao tôi nghĩ thế nào cũng thấy sự kiện này giống như được mưu đồ từ trước vậy. Quá trùng hợp, rõ ràng sự việc lần này cũng quá trùng hợp. Khoảnh khắc này Âu Dương Dương chớp mắt cũng càng nhanh hơn, công tác của tỉnh đoàn luôn nằm dưới sự chủ quản của bí thư Lưu, bây giờ một trợ thủ của mình lại biểu hiện năng lực giải quyết vấn đề cực mạnh dưới mắt bí thư Lưu, như vậy. Lâm Thụ Cường nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Dương có chút biến đổi. Thế là thầm cảm thấy vui vẻ, hắn biết trò mượn lực đẩy lực của mình đã có thể tác động đến Âu Dương Dương. Lúc này xem như hắn tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân, đồng thời sau đó tin chắc tên họ Vương này sẽ không sống khá giả ở tỉnh đoàn. Từng cảm giác vui sướng bùng lên trong lòng Lâm Thụ Cường, nhưng lúc này vẻ mặt hắn vẫn rất bình thường, không chút biểu cảm. Âu Dương Dương quay về làm cho bầu không khí của khu văn phòng tỉnh đoàn thêm căng thẳng. Nhưng lúc này Âu Dương Dương đi họp ở thủ đô quay về cũng không tổ chức hội nghị truyền đạt tư tưởng và văn kiện mới, nàng ngồi trong phòng làm việc của mình một ngày. 8 giờ sáng hôm sau Âu Dương Dương tổ chức họp hội ý, ai đến tham gia cũng cười hì hì, điều này làm cho người ta nhìn qua mà cảm thấy bầu không khí rất hòa hợp. Bí thư Vương, tôi đã nghe nói về sự kiện lần này, anh thật sự là một cán bộ mang đến vinh dự cho tỉnh đoàn, nếu như không phải anh đứng ra giải quyết vụ này cực kỳ ổn thỏa. Chỉ sợ tội vừa quay về đã bị bí thư Lưu triệu hồi đến làm kiểm điểm. Âu Dương Dương lên tiếng truyền đạt nội dung hội nghị ở thủ đô, sau đó nàng cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, hắn dùng giọng khiêm tốn nói. Bí thư Âu Dương, chuyện này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu nói công lao thì tôi thấy đó chủ yếu là của chủ nhiệm Thụ Cường. Những ngày qua anh ấy theo tôi đi sớm về khuya, chạy gãy cả chân, nếu nói anh ấy là một kẻ liều mạng thì thật sự còn chưa đủ. Lâm Thụ Cường thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đứng lên khích lệ mình, hắn có hơi ngây người, thế là bàn tay ngoáy bút cũng không khỏi dừng lại. Đúng vậy, đồng chí Thụ Cường thật sự đã chịu nhiều khổ cực. Triệu Nguyên cố nhấp một ngụm nước rồi dùng giọng khẳng định nói. Vẻ mặt Âu Dương Dương chợt biến đổi, hắn biết rõ bình thường Triệu Nguyên cố có chút khó chịu với Lâm Thụ Cường, bây giờ lại liên hợp với Vương Tử Quân để khen thưởng Lâm Thụ Cường, sợ rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Trong đầu nàng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, ánh mắt của nàng chợt rơi lên người Tôn Trạch Hồng. Tôn Trạch Hồng đưa mắt nhìn Âu Dương Dương, hắn trầm ngâm một lát rồi giống như cho ra quyết định, hắn đột nhiên nói. Bí thư Âu Dương,
công tác của văn phòng tỉnh đoàn chúng ta có quá nhiều, quá rườm rà, đồng chí Thụ Cường tuy có thể trèo trống nhưng vì thế mà thật sự cố gắng và trả giá quá lớn. Sự kiện kêu oan trước đó xảy ra cũng là vì văn phòng quá bận rộn nên không quản lý được thông tin, mới tạo nên sự kiện chặn xe bí thư Lưu, mãi đến khi thư ký của bí thư Lưu gọi điện thoại đến thì chúng tôi mới biết được sự việc đang diễn ra ngoài kia. Tôi cảm thấy tình huống này rất bất lợi cho tỉnh đoàn chúng ta triển khai mở rộng công tác, cũng bất lợi cho sự tập trung tinh lực của đồng chí Thụ Cường. Tôi thấy nên tìm cho đồng chí Thụ Cường thêm vài trợ thủ là phù hợp nhất. Lâm Thụ Cường vừa nghe bốn chữ thêm vài trợ thủ thì lập tức hiểu ra vấn đề, đây vốn không phải là khích lệ mình, rõ ràng là muốn phân quyền của mình. Gia tăng trợ thủ chính là tăng thêm phó chủ nhiệm văn phòng, trong văn phòng tỉnh đoàn có một vị phó chủ nhiệm thì hắn còn có thể chịu được, nếu bây giờ có thêm vài người thì hắn muốn áp chế cũng khó khăn, cũng không còn thời gian yên ổn. Lâm Thụ Cường đưa mắt nhìn qua Vương Tử Quân, Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố, một cảm giác giống đối phương có sẵn mưu đồ chợt lóe lên trong lòng hắn. Bây giờ ba vị phó bí thư đều đã đưa ra phương án tăng thêm phó chủ nhiệm, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Vì sao sự kiện này trước kia không ai nói ra, bây giờ lại có người trịnh trọng nói với Âu Dương Dương? Lâm Thụ Cường không phải thằng ngu, khoảnh khắc này hắn chợt hiểu đại khái vấn đề, chuyện này rõ ràng có liên quan đến Vương Tử Quân. Lâm Thụ Cường nghĩ đến tình huống vui vẻ của mình vào lúc nãy khi tra thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân trước mặt bí thư Âu Dương Dương. Lúc này trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác vô lực khó chịu. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn tất nhiên là một vị trí rất tốt, nhưng lúc này hắn đối mặt với đả kích của Vương Tử Quân, căn bản không có lực hoàn thủ. Không, phải nói là Lâm Thụ Cường căn bản không có dư âm mở miệng. Hơn nữa sự khiêu chiến của nhóm người Vương Tử Quân có cấp bậc quá cao, cũng không phải chĩa về phía Lâm Thụ Cường, mà nhằm vào Âu Dương Dương ở phía sau. Lâm Thụ Cường có thể hiểu được vấn đề này. Tất nhiên bí thư Âu Dương Dương càng hiểu rõ hơn rất nhiều. Gần đây nàng thông qua Lâm Thụ Cường mà khống chế văn phòng chắc chắn trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ ba vị phó bí thư lên tiếng làm cho nàng sinh ra cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến. Khoảnh khắc này một cảm giác tức giận chợt xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ trong lòng nàng. Nhưng dù rất tức giận nhưng Âu Dương Dương cũng không mở miệng, nàng là lãnh đạo đứng đầu đoàn thanh niên tỉnh, mọi người có thể cho ra lời đề nghị, thế nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của nàng. Lúc này khóe miệng nàng lộ ra nụ cười không chút vui vẻ, nàng ném ánh mắt về phía Hoắc Tương Nhiễm. Hoắc Tương Nhiễm cười cười với bí thư Âu Dương Dương, hắn khẽ nói. Tôi cảm thấy lời đề nghị này là rất tốt, văn phòng công tác quá rối loạn. Trước kia tôi đã cảm thấy Thụ Cường công tác quá khổ cực, bây giờ sự kiện công nhân nhà máy in đen chặn xe của bí thư Lưu lại xảy ra, khi đó văn phòng thật sự rối cả lên, như vậy thật sự không quá tốt. Tôi cũng không phải nói chủ nhiệm Lâm Thụ Cường không làm tốt công tác, mà chúng ta cần lúc này là một văn phòng vững vàng hoạt động, tự động hoạt động, hiệu suất cao, phối hợp tốt, cũng không phải là một văn phòng mà chỉ vì vắng mặt chủ nhiệm đã rối loạn như vậy. Hoắc Tương Nhiễm cũng đã đứng sang phía bên kia, Âu Dương Dương thật sự càng thêm tức giận. Nàng đưa mắt nhìn bốn thành viên ban ngành trong phòng họp, trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Bốn người kia đang cùng bơi với nhau. Điều này nói rõ bọn họ đang chơi trò cao tay với mình, rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị từ trước đó. Âu Dương Dương cũng không quan tâm đến phương diện văn phòng tỉnh đoàn sẽ tăng thêm một hay hai phó chủ nhiệm, nàng chỉ nghĩ đến ý nghĩa của sự việc lần này. Bọn họ khiêu chiến quyền uy của mình, nếu có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Âu Dương Dương là một bí thư tỉnh đoàn cực kỳ quyền thế, nàng tuyệt đối không cho phép quyền uy của mình bị khiêu chiến. Thế là nàng hít thở thật sâu, sau đó mới trầm giọng nói. Tôi cảm thấy ý kiến của bí thư Triệu là cực kỳ tốt, văn phòng tỉnh đoàn chính là một cơ cấu quan trọng, hiệu suất hoạt động phải cao vời. Thế cho nên đồng chí Thụ Cường phải cố gắng tìm cách, tìm ra một phương án phù hợp để chỉnh đốn. Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ đến phản ứng của Âu Dương Dương, nếu như nàng tiếp nhận ý kiến của bọn họ thì thật sự mới là đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Âu Dương Dương dù không muốn, sự việc đến nước này cũng không còn nhiều dư âm cho nàng phản đối. Còn chuyện tăng trợ thủ cho đồng chí Thụ Cường, tôi cảm thấy cũng phải làm. Lúc này trong văn phòng chỉ có một phó chủ nhiệm thì bất lợi cho công tác. Tôi thấy thế này, chúng ta để cho các cán bộ hậu bị của đoàn thanh niên tỉnh cạnh tranh với nhau và từ đó chọn ra hai đồng chí vĩ đại để đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm. Âu Dương Dương thúc đẩy sự việc như vậy cũng làm cho Tôn Trạch Hồng và Triệu Nguyên Cố cảm thấy ngây người, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt trôi cơn tức xuống bụng mà thôi. Dù sao Âu Dương Dương nói cũng không sai. Nếu bọn họ kiên trì phản đối thì cũng không hay. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 37.